đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau một lần nữa tại thiền đường Mây Từ thuộc tiểu bang Nam California. Và chúng ta sẽ có 2 ngày tu học với nhau, tức là hôm nay từ sáng 8 giờ cho đến 5 giờ và ngày mai cũng như vậy. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Không có đi làm mà. Thế đại chúng, Pháp Hòa rất là vui và phải nói là surprise, rất là ngạc nhiên là hôm nay khi mà nhận lời ngày thứ sáu thì Pháp Hòa có nói là ngày thứ sáu ai cũng bận đi làm. Cô Tình Diệu cô nói thầy yên tâm đi, dân Cali ham tu lắm. Mà sự thật là như vậy. Hôm nay thứ sáu mà đại chúng rất là đông đủ, và có thể ngày mai lại còn đông hơn nữa. Cho nên cô Tình Diệu của dụ với ngày mai ai bao nhiêu người tới trước? 10 người tới trước. Ngày hôm qua không biết ai nghe đài sao đó không biết tới thầy, máy con đâu? Cô hỏi máy gì? Nói sao trong đài nó ai gặp thầy trước có máy. Và bà nói nếu mà ai được cái máy đó chắc má em có em trước. Đại chúng, là hôm nay mình sẽ có hai ngày mai và ngày bữa nay và ngày mai mình sẽ có 2 ngày tu học. Thế tại sao mà trong Phật Pháp á, thì quý vị thấy là thường thường á, đa số á, những cái tôn giáo, đạo giáo thì ngoài cái lễ mình đi, như là đi một cái lễ hàng tuần tụng kinh cầu nguyện, đặc biệt là trong Phật Pháp thì chúng ta đi tu học. Bởi vì đi tu học là cái thời gian mình có nhiều hơn trong một ngày, để chúng ta có nhiều cái sinh hoạt mà nó liên hệ đến cái đời sống hàng ngày của mình. Những cái gì mà chúng ta ứng dụng trong khóa tu, chúng ta cũng có thể đem về chúng ta ứng dụng ở cuộc sống hàng ngày của mình. Như là mình ăn, thay vì mỗi lần mình ăn cái mình ngồi xuống cái là mình ăn liền, thì bây giờ mình đi vô trong hãng mình ăn cái mình để cái chén cơm ra hay miếng bánh mì ra, cái mình ngồi lại mình tịnh một 10 giây, mình đọc lên cái câu là vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Có thể là mình ăn bánh mì cũng không sao, mình ăn cái gì cũng được. Nhưng mà ngày trước mình ăn á, là mình chỉ ăn thôi mà mình thiếu cái tư duy, thiếu cái quán chiếu, và đặc biệt là mình thiếu cái giây phút mình khởi niệm tình thương của mình đến cho tất cả muôn người xung quanh, trong khi mình có ăn mà nhiều người còn đang đói khát. Thì khi mình ngồi xuống mình ăn, quý vị đừng có mắc cỡ. Có nhiều vị nói trời, đi vô trong hãng á, mình ngồi mình chắp tay rồi mình dày mắc cỡ chết. Người đạo Chúa ta có mắc cỡ đâu, ta đi bất cứ nơi nào ta ăn là trước khi ăn là ta làm dấu. Thì tại sao Phật tử mình lại không được như vậy, mà cái sự tu của mình nó còn nhiều hơn nữa. Sự tu tập, sự quán chiếu, sự tĩnh lặng của mình nó nhiều hơn. Mà mình đâu có cầu nguyện ai, mình đâu có cảm ơn Phật trời gì. Mình nguyện cho, thứ nhất là mình cảm ơn, cái chữ mà cảm ơn trời đất theo Phật giáo và theo ông bà người Việt chúng ta nói là gì? Đó là thiên nhiên. Ánh sáng mặt trời, có đất, có mọi thứ, cho nên chúng ta có rau cỏ chúng ta dùng. Thì khi chúng ta ngồi, chúng ta tỉnh lại, chúng ta nhìn cái món ăn và chúng ta cảm nhận được bao nhiêu cái công khó ở trong cái món ăn đó. Và chúng ta biết rằng xung quanh mình còn nhiều người đói khổ, cho nên mình nguyện mình chia sẻ cho những người đó. Ngày trước á, mình cầm ly nước là mình ực, cho nên mình hỏi là uống nước là mình sặc à. Mình uống gấp quá, mình uống nhanh quá. Bây giờ mình cầm cái ly nước lên mình uống từ tốn. Mà khi mình uống từ từ vậy đó, mình cảm nhận được cái vị của nước. Và mình uống mình, bây giờ mình có cảm nhận được cái sự màu nhiệm là mình có nước để mình uống. Cho nên á, mình đi đến khóa tu á, là mình tĩnh lặng cái tâm của mình. Mà khi tĩnh lặng rồi, cái bắt đầu con người mình sống nó có chậm lại. Cái chữ chậm đây không phải là bắt đầu hồi xưa mình thông minh quá, sao giờ mình ù lì quá. Chậm đây có nghĩa là mình bắt đầu mình sống mình bớt cái vội vã. Mà quý vị thấy thường thường cái gì mà làm
gấp rút, làm vội vã thì cái đó nó không đẹp. Một người đi mà đi nhanh, đi gấp, đi vội vã thì tướng đi nó không đẹp. Quý vị thấy ông vua không? Ông có bao giờ ông đi nhanh đâu. Đi sao cho bệ vệ. Quan lính mỗi người đều có cái cách đi. Đi làm sao mà người ta nhìn mà người ta có cái sự nể sợ trong đó. Còn nhiều khi mình đi nhanh nhưng mà người ta ngồi ta nói trời ơi coi đi. Nhất là mình mặc áo dài, mình mặc áo tràng, mình đắp y, thì mình cũng phải đi sao cho nó đẹp. Người đời mà ta còn biểu diễn thời trang lâu lâu người ta tổ chức fashion show, ta lên ta đi tới đi lui sao đó cho nó tạo dáng. Mình không phải tạo dáng, nhưng mình có cái dáng của mình là cái uy nghi, cái uy nghi. Cho nên cái nhìn cái người, người ta ngồi mình thấy được sự bình an của họ. Nhìn người ta ăn cơm mình thấy được sự tĩnh lặng của họ. Không cần phải đóng kịch, nhưng mà cứ tập. Mới đầu phải tập, tập riết nó thuần, nó quen. Ở bên Trung Quốc á, những người Phật tử Trung Hoa á, mỗi lần ăn cơm á, là người ta chắp tay. Ta đọc như này: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Rồi họ ăn. Nghĩa là cái cơm mà họ có đây, họ cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, và rộng hơn nữa là cúng dường cho Pháp giới chúng sanh. Thì bây giờ mình ăn cũng vậy. Mình ăn mình chắp tay lại, hay là mình ngồi tĩnh cũng được. Vạn vật tranh sống, mình thấy rõ ràng tất cả mọi người xung quanh, ai người ta cũng đang sống. Mà cái chữ tranh đây là chúng ta bằng mọi cách chúng ta sống, chúng ta vươn lên. Ai cũng muốn gia đình mình khá tốt, cho nên đi làm để dành tiền mua sắm cái này, mua sắm cái kia. Vạn vật tranh sống trên trái đất này. Nhưng mà nếu mà con người mà thiếu sự tu tập thì họ tranh giành bằng cái bất thiện nhiều hơn là cái thiện. Tranh giành là cái chuyện mà tranh, cái chuyện trong cuộc sống mà chúng ta phải tranh đấu để chúng ta sống là chuyện bình thường. Buôn bán là phải có sự cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh công bằng và đạo đức, chứ không phải cạnh tranh bằng mưu mô lường gạt. Điều đó không có gì sai, nhưng mà chúng ta không làm bằng cái bất hợp pháp. Ai mà không biết đi mua là phải có lời, cái người chủ bán phải có lời, ai không biết chuyện đó. Và vì chúng ta chấp nhận rằng người ta mua, người ta bán lại cho mình để mình có cái món đó mình xài, mà người ta cũng có chút lời để người ta sống. Rồi ngược lại, mình bán những món mà người ta không có bán thì người khác tới mua với mình, rồi mình cũng có lời trong cái món hàng đó, rồi mình sống. Rồi quý vị thấy không, suốt trong cuộc sống này ai cũng đều đắp đổi, giúp đỡ cho nhau trong sự sống, chứ có gì đâu. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Nghĩa là ai cũng tranh đấu để sống, nhưng mà người nào cũng có ăn, người nào cũng có ăn, có mặc, và tốt nhất là đầy đủ. Cho nên cái bài cúng tiếng Pha Hán rất là hay: phạn thực dĩ ngập, tức là ăn cơm đã xong. Đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai biện, tức là tất cả những chỗ, những cái gì mà họ khởi lên họ làm đó, đầy đủ Phật Pháp là cụ chư Phật Pháp. Bất cứ việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chỉ cần cho thêm một chút gia vị của Phật Pháp, thì việc làm đó nó có ý nghĩa, nó có cái sự thánh thiện ở trong đó. Mình nói năng, mình hành động, mình làm. Có nhiều khi, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa, ví dụ như mình thích mua đồ rẻ. Thích không? Ai mà không thích mua đồ rẻ. Nhưng mà mình mua rẻ vì mình ham rẻ, ham nhiều mà thích đẹp, thì có những người người ta chuyên môn bán đồ ăn cắp. Người ta ăn cắp, người ta bán rẻ cho mình. Rồi mình nói là mình mua cái đó rẻ, nhưng mà mình tạo cho họ một cái ý niệm là đi ăn cắp. Thì thành thử mình không trực tiếp, nhưng mình cũng có phần gián tiếp. Mình ủng hộ rẻ bao nhiêu. Mà quý vị biết không, cái mà mình được á, mình mua thí dụ cái đó 200 đồng mà mình mua còn có 5 đồng à,
thì cái người chủ, cái người bị mất, người ta mất của, mà nó thiếu cái lẽ công bằng. Của người ta mua 200 đồng mà mình vô mình có một người khác phỏng tay trên, rồi người ta lấy cái phỏng tay trên đó, người ta lời một chút xíu từ cái mình, là mình là cái người thắng lợi nhất. Thì bây giờ quý vị thấy không? Rồi có biết đâu chừng có một ngày nào đó tiệm mình có một món mà người khác cũng thích, thì cũng có ngày mình cũng sẽ bị mất, người ta cũng bán cái kiểu đó. Thật ra nhiều khi á, mình lượm được một cái túi tiền, túi bạc của ai hên quá, mình được kêu hên. Nhưng mà cái người mất thì nó kêu là gì? Xui. Thật ra hên xui chưa có cái gì phân định hết. Ở đây á, ý Pháp Hòa muốn chia sẻ là thật sự trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người Phật tử chỉ cần chúng ta có cái sự tĩnh lặng là chúng ta sống mỗi ngày, chúng ta có cái bình an từ ở trong tâm mình, rồi mình đem cái bình an đó mình chan rãi cho tất cả mọi người, mà chúng ta thường dùng là tu thiền. Có nhiều vị sẽ nói rằng không, tôi không tu thiền, tôi tu tịnh độ niệm Phật. Rồi niệm Phật thì mục đích để làm gì? Cũng là để tịnh cái tâm. Mà khi mà chúng ta tâm mà tịnh rồi đó, lời nói chúng ta tịnh, hành động chúng ta tịnh, thì tu thiền hay là tu tịnh nó giống nhau thôi. Chỉ có điều là bên uống Advil và bên uống Tylenol, nhưng mà cái nào cũng là để trị bệnh cảm. Không có ai mà sung sướng gì, tự đắc gì mà để khoe tôi đang uống thuốc cả. Nhưng mà chúng ta càng uống thuốc thì chúng ta bệnh thân thì hết rồi, bây giờ bắt đầu sanh ra tâm bệnh. Tâm bệnh là bắt đầu dính mắc với thuốc. Mục đích uống thuốc là để hết cái thân bệnh, uống Tylenol hết nhức đầu. Từ đó về sau đi đâu là cũng bị cái viên Tylenol nó làm khổ hết. Thấy người ta uống Advil cứ ngồi trách hoài, Advil mà uống cái gì, thế này thế kia. Thành thử ra nhiều khi hết cái bệnh này cái nó sanh cái bệnh khác. Bệnh này bây giờ nặng hơn nữa là bệnh đây, bệnh phân biệt, bệnh chia rẽ, bệnh chê bai. Mà cái bệnh đó thì không nên có. Mình tu Phật là để mình có cái tỉnh giác, mà tỉnh giác thì nhận ra mỗi người mỗi bệnh và mỗi người mỗi thứ thuốc. Pháp của chư Phật là những món thuốc, mà tất cả chúng ta là những người bệnh nhân. Rồi chúng ta uống thuốc như người trong chiêm bao, thấy thân mình bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không có bệnh. Mình giống như người trong chiêm bao, thấy mình có bệnh thì mình phải uống thuốc. Thì cuộc đời này cũng vậy. Nếu mà chúng ta tâm đã tỉnh thì đâu cần gì tu. Vì chính tâm chúng ta còn loạn cho nên chúng ta mới tu. Mà tu để mà cho cái tâm mình nó tỉnh, tỉnh để làm gì? Không phải đi đâu cũng liêm diêm. Mà tỉnh để mình sống bình an trước mọi cái cảnh. Ví dụ như quý vị thấy không, mấy chục năm qua, cả mấy trăm năm qua, cuộc bầu cử nào cũng xôn xao chừng chút rồi lắng hết. Còn kỳ bầu cử này tới giờ cũng còn ồn ào. Thì quý vị mới thấy là cuộc đời nó có nhiều cái thăng trầm biến đổi, phải không? Cho nên ngài Huyền Giác, ngài mà Mãn Giác đã nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc thì nó cứ tuôn chảy như vậy, ngày nào cũng như ngày nấy, nhưng mà trên đầu mình tóc cũng đã thay màu, da mình cũng nhăn hơn. Năm ngoái còn cái răng, năm nay đi chơi hết cái. Thành thử ra mà việc đời là cứ như vậy mà trôi chảy. Vinh nhục thăng trầm được mất hơn thua đủ thứ hết, nó cứ tiếp diễn như thế. Mình có đủ sức để mà ngồi đó tranh luận, nghị luận, bàn luận, đủ thứ luận hết, dư luận đủ thứ hết, mà có sức để mà làm việc đó không? Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Cho nên nếu như mà mình
còn lăng xăng quá thì mình tự mình viết câu đó treo đâu để làm câu thiền ngữ cho mình. Nhà thiền hay có cái từ là công án. Công án là gì? Là một đề mục. Công án là một đề mục. Mà hễ mình dính cái gì thì mình lấy cái đó ra làm đề mục. Thí dụ như mình bị tiền nó làm khổ mình. Tối ngày cứ nghĩ tiền. Hồi nhỏ mình được lì xì. Chừng 10 phút nửa tiếng cái chui vô góc móc ra đếm. Đếm xong nhét trong túi cái chạy chơi hồi cái chạy vô góc đếm tiếp. Nó cũng ở trong túi mình mà cứ sợ nó mất mà cứ đếm mà có 50 là khoái lắm, để trong túi rợn lát cũng 50 mà cũng cái vui đó. Từ nhỏ mình, hồi nhỏ mình vậy, mà nhiều khi lớn lên có nhiều vị cũng sống nhưng mà cái tiền nó làm khổ mình quá. Cái gì mình cũng nghĩ tới tiền mà mình quên cái tình. Mà đôi khi chỉ vì tiền mà mất tình mà mình vẫn chưa tỉnh. Vì tiền mất tình vẫn chưa tỉnh. Bây giờ nếu mình bị cái đó nó làm khổ mình thì mình lấy một cái câu thiền ngữ ra, mình làm cái công án cho mình. Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng bởi người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình ghi cái câu thiền ngữ đó ra. Thì mình mỗi một lần mình bị cái chữ tiền nó làm khổ mình, hoặc là quy cái câu nãy qua nói vậy đó, vì tiền mất tình, mất tình vẫn chưa tỉnh, vì chưa tỉnh nên chưa tu. Tình tiền tỉnh tu. Vì tiền mất tình, nhờ vậy mình tỉnh mình tu. Mình phải tu cho tới chứ không phải tu cho tù. Hôm qua có một cái câu ở một cái gia đình ghi: tu đến chỗ vô tu. Không biết cái anh Phật tử anh đọc sao nó kéo lên lại: thầy thầy, sao mà tu đến chỗ vô tù vậy? Tu đến chỗ vô tu nghĩa là mình tu làm sao mà mình không cần phải tuyên bố mình tu, mà người ta nhìn mình, người ta thấy mình tu. Còn mình tu làm sao mà riết ta gặp mình ở đâu, ta né mình tới đó, nó thôi bà đó tu lắm, tu không dám tới gần. Thì mình biết là mình tu có vấn đề. Cho nên tỉnh là gì? Tỉnh để thấy. Người mê không có thấy. Cho nên mình theo đạo gì? Mình là đạo gì? Đạo Phật. Mà Phật là giác. Mà giác là tỉnh. Tỉnh là không mê. Vậy thì chúng ta theo đạo Phật không nghĩa là chúng ta theo một tôn giáo, theo một ông thần, mà chúng ta theo một người giác ngộ. Người đó đã giác ngộ, người đó đã tỉnh và chỉ cách sống tỉnh cho mình. Hồi đó mình cũng ăn. Mình ăn tiết canh nè, mình ăn bò tái nè, mình ăn những cái món ăn nó rất là, mình thích ăn đồ sống. Nhưng mà cái lúc mình còn khỏe, còn trẻ mình ăn vậy. Nhưng mà ăn một chập rồi bắt đầu lớn tuổi rồi bớt mấy cái đó. Bởi vì bắt đầu nó sanh bệnh. Già rồi bệnh tật tới mà vẫn chưa tỉnh là mình bệnh. Mà vẫn ăn những cái đó nữa thì sao? Bệnh nhiều hơn. Và có thể mình đi bảo lãnh diện ông bà sớm hơn. Bây giờ mình tu mình tỉnh rồi. Thôi hồi trẻ thì còn ham thích mấy cái đó chứ lớn tuổi rồi bớt ăn mấy cái đó đi. Ăn những cái món ăn ngũ cốc tịnh lạc tốt hơn. Cũng là ăn, nhưng mà khi mình tỉnh thì mình sẽ biết tiết chế ăn uống như thế nào. Lúc khỏe ăn khác, lớn tuổi ăn khác, còn khỏe mạnh ăn khác, bệnh tật mình ăn khác. Cũng là ăn, nhưng mà ăn của người tỉnh thì ăn có gì, có bổ dưỡng. Ăn của người mê thì càng ăn càng bệnh. Hồi trước mình cũng nói chứ, trời, mình nói không ngưng, nói không nghỉ. Mà nói xong rồi bao nhiêu người buồn. Bây giờ mình tỉnh rồi mình biết rằng mình bây giờ ít nói,
Vì không phải là mình nói ít, mà mình không nói những lời vô ích. Người ít nói không có nghĩa là nói ít, mà không nói những lời vô ích. Đó là người tỉnh. Như vậy thì mình tu đạo Phật, mình đâu có làm gì khác hơn đâu. Mình vẫn ăn, vẫn nói, vẫn gói, vẫn mở. Nhưng mà cái ăn, cái nói, cái gói, cái mở của mình bây giờ nó chánh niệm hơn. Mình muốn mở gì đó, người ta đang ngủ mà lục lục gì. Hồi đó mình sống mình không khe, ngủ chung phòng mà người ta ngủ rồi, bắt đầu mình ngủ không được, kéo vali ra lục. Coi dây thun có đem theo không, có đem bao ni lông không, ở trong khóa tu nào mấy bác trời mở ra một vali luôn mà gì biết không, bao ni lông với dây thun. lúc chút rồi mà quý vị biết, cái bao ni lông bình thường vậy là mình mở nó không có nghe ồn, mà khi mà yên tĩnh chừng nào mở ồn khiếp lắm. Thành ra bây giờ mình, hồi xưa mình ngủ được là mình ngồi vậy mình lục vali, nhưng mà cái tỉnh nó giúp cho mình, ồ mình ngủ không được mà người bên cạnh ta đang ngủ, mình không nên làm ồn trong lúc này. Nhiêu đó thôi cái đạo Phật có mặt rồi. Mình đi cái tiếng dép, đi mà cái tiếng dép làm người ta khó chịu quá, mà mình có cái tật đi là mình lết cái đôi dép. Thì bây giờ mình đem cái đề mục công án lết dép của mình ra, mình tu đây. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lợp cọp là biết lòng chưa an. Còn nếu mà mình bị, còn nếu mình rõ nữa là lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Thì quý vị thấy là công án là gì? Nó chẳng là gì cao siêu hết, là một đề mục để chúng ta quán chiếu. Thí dụ như ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến cũng có một bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên. Cụ Nguyễn Khuyến có những câu như vậy. Thì đó cũng là một công án. Cho nên có người ta nói công án là ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Có nhiều khi mình niệm Phật cầm chuỗi mình đi, nhưng mà tâm mình bị tán tùm lum hết. Phan duyên, à, chùa đạo Phật gọi là phan duyên. Người ta đang sắc cà rốt vậy, mình đi ngang, ủa làm gì mà sắc cà rốt vậy mà tay vẫn cầm chuỗi. Mình bị cái duyên, người ta sẽ cắt cà rốt mắc gì mình. Cho nên câu câu ai là người niệm Phật để nhắc mình, chị đừng quên, chị đang là người niệm Phật. Niệm Phật thì phải lo tỉnh giác niệm Phật, chứ còn phan duyên chi mấy chuyện đó. Cho nên cái câu mà công án là một đề mục quán chiếu. Hãy mình vướng cái gì thì nó trở thành ra cái đề mục để mình quán chiếu. Cho nên rồi á, trong cuộc sống của mình mỗi ngày á, nếu mình biết ứng dụng là mình đang là người tu thiền, tu tịnh hết, chứ không phải là người không có tu. Mà không tuyên bố, không cần phải tuyên bố tôi tỉnh, tôi thiền gì, nhưng mà tôi sống có tỉnh lặng, có tỉnh giác. Mình ghiền thuốc lá, không có hút chịu nổi. Thì bây giờ cái đề mục là mình thấy rõ ràng gần đây sức khỏe mình giảm. 40 năm hút thuốc, cứ điếu hạ rộng là điếu động quang. Điếu hạ rộng, điếu động quang. Bây giờ bắt đầu thấy phổi mình ho mệt rồi, mà giờ bỏ không được. Thì trong cái bao gói thuốc nó hay có một câu á: smoking causes lung cancer. Trời ơi, câu thiền ngữ ta ghi tổ bố vậy mà vẫn lấy tiền mua. Mua xong chỉ rút cái ruột mà quên coi cái vỏ.
Thì mình cũng có thể để một công án lên: hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Thì cái câu đó trở thành ra câu thiền ngữ. Cho cái người mà quý vị biết tại sao trên đời này có những câu danh ngôn mà người ta để lại, mà bây giờ chúng ta cứ sưu tập thành sách để mà truyền đạt với nhau. Danh ngôn từ đâu có? Từ một con người tĩnh lặng, từ một con người sống bằng cả nội tâm, thì họ phát minh ra được những câu nói đó. Chứ đâu phải là ông thánh ông thần nào cho họ. Họ cũng chẳng phải là thánh thần gì, nhưng mà cái người sống có tỉnh giác, họ nói nhiều câu nói mình nghe chí lý. Vì sao mà họ có được những câu nói chí lý đó? Bởi vì họ có sự tĩnh lặng, họ có sự quán chiếu, họ có sự tư duy. Nói cách khác hơn là họ có thiền. Vậy thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Chứ ngày xưa ngài Trần Thái Tông lên núi để mà tu, gặp ngài Tịnh Lự hỏi: ngài đến đây, bần tăng ở đây uống nước suối, ăn rau trong rừng, bệ hạ là người mà sống trong cung vàng địa ngọc, thế thì bệ hạ đến đây để tìm gì? Nói trẫm đến đây để tìm Phật. Tịnh Lự thiền sư trả lời: Phật không có ở trong núi này, Phật ở trong tâm. Hoàng thượng trở về hoàng cung, hoàng thượng làm vua, mà nếu hoàng thượng sống bằng cái sự tĩnh tu của hoàng thượng thì ngay nơi hoàng cung hoàng thượng vẫn có Phật. Phật không có trong núi, Phật không có trong cái tượng này, mà tại vì tâm mình có Phật cho nên mình nhịn này là tượng, tượng Phật. Còn nếu người ta tâm mà tâm không phải Phật thì ta nói này tượng quỷ. Tại có nhiều người ta nói để tượng này quỷ dựa. Cũng giống như là ông Tô Đông Pha với ngài là Phật Ấn vậy đó. Tô Đông Pha gặp ngài Phật Ấn, ngài Phật Ấn hỏi: tể tướng thấy bần tăng ngồi thiền giống gì? Ông Tô Đông Pha nói: hòa thượng ngồi thiền giống đống phân bò. Rồi ngược lại, ông Tô Đông Pha hỏi hòa thượng Phật Ấn: vậy hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? À, giống ông Phật. Ông Tô Đông Pha nghe xong thích quá, tại vì được khen. Ông Phật Ấn thua mình một cái câu nói, về nhà khoe với lại cô em gái: nó hôm nay anh nói một câu, ông Phật Ấn đào điếng nín thinh, trả lời gì được với anh. Rồi cô gái: ông nói gì mà hòa thượng nói gì, kể lại câu chuyện. Thì cô em gái nghe xong nói: trời, ông thua hòa thượng sao lắc mà không biết. Vì tâm hòa thượng có Phật cho nên hòa thượng nhìn ông ngồi thiền giống Phật, còn tâm ông phân bò cho nên ông nhìn người khác cũng phân bò. Cho nên tâm mình có Phật, cái bình hoa cũng là Phật, cái chuông cũng là Phật, người nào cũng là Phật. Mà tâm mình là phàm phu thì thấy người nào cũng yêu tinh quỷ quái. Tới đây nó báo tôi tu mà nó lại tôi tu, nó cứ chọc tôi nổi gan hoài, nó chọc tôi nổi giận hoài. Cho nên mình tu làm sao, mình thiền như thế nào để mỗi ngày tâm mình có sự tĩnh lặng. Mà bây giờ muốn thiền á, 10 phút, 5 phút mình ngồi buổi tối được, nhưng mà phải làm sao thiền nó trải dài trong cuộc đời, trong mỗi ngày của mình. Thí dụ như mình đi đám tang, người ta đẩy cái quan tài vô trong cái lò thiêu rồi, cái ta đóng nắp lại, ta bật cái nút cái mình nghe khà lửa trong đó 6 tiếng sau đem ra còn hủ. Thì quý vị mới thấy không, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Mình tu thiền ngay cái lò thiêu. Có một hôm Pháp Hòa thấy người ta đẩy một cái người mất vô, tại qua đi đám nhiều lắm. Thì khi mà như vậy thì tự nhiên mình làm 4 câu thơ ngay tại lò thiêu đó vậy. Người đi xong một kiếp, người nào mà đi trước là khỏe rồi, không? Còn mình ở lại bắt đầu sao?
tất bật bôn ba, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Đó. Cái người mình đi thiêu hôm nay, ngày trước là một ông đại tướng, đại tá, đại quý, đại sư gì đó không biết, nhưng mà đại gì rồi cũng cuối cùng cũng trở về nguyên thủy là tiểu, đại tiểu bằng nhau. Mình có thiệt là nhiều tiền, mình có thiệt là nhiều cái quyền lực, mình nói người ta nghe, mình đe người ta sợ, mình ở người ta run. Tiếng ở của mình mà ta cũng run nữa là mình biết mình quyền uy tới cỡ nào. Nhưng mà đi trắng ra về trắng, thì khi mình hiểu như vậy thì mình thấy là tu thiền ngay trong cái lò thiêu đó. Mấy anh Tây Phương đó, bên Canada đó, tuần nào cũng về chùa ngồi thiền. Và tuần nào Pháp Hòa cũng ra ngồi với họ. Pháp Hòa có ở nhà là mỗi thứ sáu ra ngồi thiền với họ và nói chuyện cho họ nghe. Thì Pháp Hòa mới nói, tại vì ở bên đó là mỗi cuối tháng ngày thứ sáu là uống trà một lần, uống trà để quý vị có thắc mắc quý vị hỏi. Thì Pháp Hòa mới nói, khi tôi mời quý vị uống trà, bánh đâu phải tự nhiên đâu. Mình vẫn ăn, nhưng mà xưa nay mình ăn hối hả, ăn không biết thưởng thức. Vẫn uống nhưng mà uống không có thưởng thức. Bây giờ tôi mời quý vị thưởng thức chung trà, thưởng thức cái bánh. Ngày trước á, mình mở nước mình đánh răng, vừa đánh răng mà nước vẫn mở. Bây giờ người tu thiền ngay cái chỗ đánh răng là tắt nước đi để đừng có phí. Ở Cali á, gặp những cái lúc mà không có nước á, là đâu có được phí nước, đặc biệt là tưới cây. Thì người ta khể cái gì nó thốn thiếu thì nó có sự báo động. Thì trong cơ tâm của chúng ta cũng vậy, nhiều lúc nó cũng báo động dữ lắm. Nó báo động bằng cách là sao mình dễ giận quá, chuyện nhỏ mình cũng giận được. Thì cái cơn giận nổi lên là báo cho mình biết rồi đó, tâm mình thiếu sự bình an, tâm mình thiếu sự khoan dung, tâm mình thiếu sự tha thứ. Chuyện nhỏ mình cũng hờn giận được, mà thậm chí một cái chuyện nhỏ hờn mát thì mình lại buông bỏ những cái chuyện lớn. Có nhiều khi mình chỉ giận thằng con, nó nói một câu nói gì đó, vậy mà cái ngày nó cưới vợ mình không thèm ra. Vì mình giận đứa con trai của mình, nó nói một câu nói bất kính với mình. Cho nên nhiều khi á, mình trách người ta thế này thế kia mà mình quên nhìn lại cái năng lực của mình như thế nào. Nếu mà năng lực mình mạnh á, mình ôm ấp cái câu đó nó dễ lắm. Tại sao cái lúc mình vui người ta nói vậy mình không buồn? Mà tại sao lúc mình buồn người ta nói vậy mình giận? Rõ ràng là mình thiếu. Cho nên á, cái gì thiếu thì mình phải bổ. Mình thiếu vitamin E thì mình phải bổ vitamin E. Mình thiếu vitamin C thì mình phải bổ vitamin C. Mà mình thiếu vitamin tu thì mình phải bổ vitamin tu. Cho nên nếu mình nhìn lại mình thấy, trời sao lúc này tôi hay cọc dữ vậy, là biết rồi đó. Nó báo động cho mình biết rằng tâm mình nó thiếu cái sự khoan dung, tâm mình nó thiếu sự bình an, cho nên mình dễ nóng. Hồi trước tôi chưa có biết chùa chiền, tôi chưa biết tu gì đó. Trời, ai có nói thiền nó tỉnh, tôi tỉnh bơ à, tôi không biết gì đó. Từ ngày tôi đi chùa, tôi nghiên cứu, tôi nghe giảng nói thiền nó tỉnh, tôi càng tu. Hồi sau bây giờ tôi đi đâu tôi cũng chấp hết. Tôi thấy anh này tu thiền không biết đi đâu nha, à, chị này tu tịnh đi tịnh độ. Ôi bà này tu chắc hạ phẩm hạ sanh, niệm Phật kiểu bả sao trung phẩm được. Trời, hồi trước tôi không biết gì hết trơn, khỏe luôn. Mà có khi biết càng nhiều thì khổ đau càng lớn. Tu càng nhiều, hiểu Phật càng nhiều, học Phật Pháp càng nhiều thì chấp trước càng nặng. Mà pháp môn là để làm gì? Pháp là phương pháp, môn là cánh cửa.
phương pháp dẫn mình đi đến cái cánh cửa an lạc. Mà mình nghe, mình tiếp nhận pháp môn chừng nào thì mình lóc cái môn nó lại, lóc cái cửa nó lại, khóa cứng ngắc, không ai đập được hết. Không chừng mới tới là vô bằng cửa gỗ, tu chập thay cửa sắt hết. Thì Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng là để cho chúng ta hiểu là mình, đạo Phật là đạo gì? Đạo là con đường, mà Phật là giác ngộ. Bởi vì mình quy y Phật là quy y với người thầy giác ngộ, mà người thầy giác ngộ cho mình cái phương pháp giác ngộ giống Ngài. Mà phương pháp giác ngộ giống Ngài là để mình thấy rõ bản chất của cuộc đời. Các pháp chỉ là một phương tiện thôi. Ví dụ như là đại chúng ồn, cái thì Pháp Hòa thỉnh một tiếng chuông lên, thì quý vị nghe tiếng chuông, cái quý vị giữ im lặng. Thì cái tiếng chuông này nó có cái công năng, nó kêu gọi mọi người hãy trở về với cái hiện tại, là giữ sự yên lặng. Hồi nhỏ Pháp Hòa được giao cho một cái nhiệm vụ, hãy Phật tử mà tới chùa lễ Phật mấy ngày lễ lớn là thỉnh chuông. Người ta lại, người ta quỳ xuống bon, cái mình lại, cái mình nhập về, cái người ta đứng dậy. Có cái bà cụ đó, bà tới bà lại, bà cuốc xuống, bà qua chụp vậy. Bà ráng không? Bà mình thấy bà ngó mình một nhập rồi, phải không? Mình cũng chưa biết nữa. Bon, nhập. Bà chịu hết nổi rồi. Bà đứng dậy. Chỉ vô mặt. Chú không được đập đầu tôi nghe không? Tại vì ý của bà nói là cái bà đang cúi đầu bà lại vậy, mà mình nhập cái chuông vậy là mình bất kính. Nghĩa là mình đang, nghĩa là cái kiểu mà đánh đầu bà. Bà nói là chú không được đánh đầu tôi nghe không? Thì thưa đại chúng là cái này là một dạng trách nè. Phải không? Tiếng chuông là bon là lại, mà nhập là cái signal cho mọi người biết là đứng lên cho nó nhịp nhàng. Chứ đâu có gì đâu. Thành thử ra mình phải hiểu như vậy. Nếu mình không có thì mình chấp. Mà mình chấp thì sao mình tỉnh được? Cái người tỉnh là người ta thấy, ta thấy rõ mọi sự, mọi vật xung quanh. Thí dụ như một đứa nhỏ nó gặp mình, hai bác, nó trời cái thằng con ai mà nó nói chuyện kỳ cục vậy. Tôi có một mà sao nó kêu hai. Cái mình nói, ồ thôi mấy đứa nhỏ ở đây nó hai bác là mừng rồi. Thành thử ra mình mới thấy đạo Phật không phải là một cái tôn giáo rồi chúng ta tín ngưỡng lại lục. Chúng ta lại là bởi vì chúng ta bày tỏ cái lòng kính tri ân Phật. Nhưng bây giờ cái tượng Phật này mình nói tượng xi măng. Nhưng bởi vì trong tâm mọi người có Phật cho nên mình nhìn tượng này là Phật. Rồi mình lại cái tượng đó để biểu tượng là mình tri ân một người đã cho mình con đường đi. Tri ân vậy thôi, rồi ngồi cuối cùng là mình thể hiện cái lòng tri ân mình là mình thực tập. Rồi người khác sẽ thấy rằng, ồ, người ta nhìn cái cách ăn, cách đi, cách nói của mình ta biết đây là người Phật tử thuần thành. Chữ thuần là không có tạp. Mà còn mình mà bị tạp là nó pha tùm lum vô hết. Phật tử chắp tay lại nhưng mà lăng xăng quá, không có cái sự tĩnh lặng, không có cái sự nhẹ nhàng. Mà mới vừa lại Phật đó thôi mà trời, trước mặt Phật là tha thiết dữ lắm. Vậy mà người ta mới dập cái dùi vô cái chuông, mình nghĩ là người ta dập trên đầu mình chỉ cho người ta. Thí dụ vậy. Cho nên coi chừng. Thiền là mình có cái sự dừng lại và có cái sự nhìn kỹ. Pháp Hòa ví dụ như là mình đi ngang cái bình hoa, mình chỉ thấy bình hoa thôi, mình chưa nhìn bình hoa. Thấy với nhìn khác nha. Thấy là đi ngang phớt thấy. Nhưng mà bây giờ mình dừng lại, mình nhìn cho kỹ cái bình hoa cắm làm sao. Trời, bình hoa cắm khéo ghê. Khi nào nhìn mới thấy rõ. Còn thấy là cái sơ.
Nhưng mà có thấy còn hơn là không thấy. Thí dụ như mình thấy ba mình bữa nay ổng buồn, đi ổng đi làm về mình thấy ba buồn. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình để ý coi cả ngày hôm nay ổng nói làm sao, mình nhìn để mình hiểu được là hôm nay ba buồn vì việc gì. Cho nên cái câu đầu người ta không biết hôm nay vì sao tôi buồn. Cái câu kế người ta mới buồn vì trời mưa hay trời nắng gì đó. Cho nên á, thiền á, nó không có là cái gì mà đặc biệt đâu. Mà thật sự ra tất cả Phật tử chúng ta ai cũng cần có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng để mình sống có chánh niệm. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ, cái ăn của mình, cái uống của mình, cái nói của mình, thậm chí đến sức khỏe của mình. Ngày trước á, mình khiêng hai bao gạo tỉnh bơ, rồi mình cứ bị một cái hình ảnh là tôi còn khỏe. Tới hồi 70 tuổi khiêng hai bao gạo thở muốn chết. Thì bây giờ bắt đầu mình phải biết, à 70 tuổi rồi, không thể mà mình mạo hiểm như vậy được nữa. Tỉnh giác, tỉnh giác về sức khỏe, tỉnh giác về cân lượng, để mà chúng ta sống thôi. Mình có tỉnh đó là mình thấy người ta đi ngang, người ta khiêng nặng là mình tới mình đỡ, phải không? Còn giống mấy đứa nhỏ ở đây vậy. Bữa Pháp Hòa mới đây thôi, trước khi mà đi ra phi trường, cái Pháp Hòa cầm cái chai nước với cái nón thì sơ ý rớt cái nón, cái con chú. Thay vì mình là đệ tử, thầy làm rớt cái nón cho mình cúi xuống, cho mình cầm nón lên đưa. Chú thấy rớt cái nón, chú đứng chú nhìn để Pháp Hòa phải cúi xuống hòa lụng. Không có sao hết, nhưng mà từ cái giây phút đó, cái Pháp Hòa mới nói với cái người tỉnh và cái người thờ ơ, nó tỉnh vậy đó. Cái người thờ ơ là đâu phải chuyện tôi, phải không? Mà cái người mà nó tỉnh là thấy ai làm rớt thì mình liền nhặt lên. Pháp Hòa không có buồn gì hết, nhưng mà giây phút đó thì Pháp Hòa hiểu cái gì gọi là thờ ơ và tỉnh giác. Mà quý vị có sống với những người thờ ơ chưa? Rồi không lẽ giờ buồn họ hoài sao, phải không? Người thờ ơ chừng nào thì mình cứ tỉnh chừng đấy đi. Nó vậy cái nó thờ ơ hoài, mình làm cực muốn chết. Mình chỉ muốn chết mà chưa chết mà lo gì. Thưa đại chúng, là vì cái người người ta như vậy, cho nên mình đừng có buồn, đừng có trách, đừng có phiền, mà cứ nhẹ nhàng và sống. Và ký mình cứ sống như vậy, không chừng lâu ngày chính cái sống của mình lại là một bài học. Và nhiều khi họ chưa tỉnh 100%, nhưng mà ít nhất an ủi mình là cái là bây giờ mình rớt nó biết tới nó nhìn rồi đó, chứ hồi xưa nó đi luôn á. Cho nên thí dụ như con mình nó gặp mình, hồi đó mình bệnh nó không thèm hỏi thăm, nó không gì hết trơn. Mà bữa nay mình bệnh mình nói má khỏe chưa, mặc dù nó chưa bưng thuốc cho uống, nhưng mà ít ra nó hỏi má khỏe chưa là mừng rồi. Nó đi làm, mình ở nhà nó gọi về, má cho con chó ăn chưa má? Buồn dữ lắm, con chó già này chưa ăn nè. Trả lời trên phone vậy. Pháp Hòa nói thiệt chứ Pháp Hòa đâu có nói giỡn. Nhưng mà thí dụ như hồi thì quý vị sẽ thấy rằng ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái vấn đề tỉnh thôi. Mình tỉnh đó thì mình sẽ nhắc cái phone lên, mình sẽ nói là mình sẽ gọi về cho ai, và trước khi mình muốn hỏi thăm cái đó mình phải hỏi thăm cái kia. Mình sống như vậy đó, thí dụ thôi, mình thương vợ, mình muốn gấp món ăn đó cho vợ mà trước mặt ba mẹ, nhưng mà nếu mình không khéo thì làm cho cha mẹ buồn. Cho nên mình gấp một miếng cho cha mẹ, rồi mình gấp một miếng cho vợ mình, hay là cho chồng mình, hay là cho con mình. Thật sự ra nếu mà cha mẹ mà không có sao hết thì không sao, nhưng mà con người ai cũng có cái tuổi thân, mà tuổi thân riết nó tới nó lấn tới tuổi tỵ. Mình tại vì sợ trước khi người ta không có tuổi tỵ, mà tại cái cách sống của mình
không khéo, phải không? Cho nên mình mới để cho người ta tủi tỵ. Biết tủi tỵ không? Ganh tỵ á. Từ cái tuổi thân nó ra cái tuổi tỵ. Cho nên á, Đức Phật được một hiệu trong 10 hiệu, đó là thiện thể. Thiện thể. Thiện thể là gì? Là người khéo vượt. Người khéo vượt. Hôm rồi Pháp Hòa đọc một bài kinh. Đọc cái bài kinh mà Pháp Hòa thấy thương cái ông thần, ông quan đó quá chừng. Cái bài kinh đó kể là hình như là vua Ba Tư Nặc hay là vua Tần Bà Sa La gì đó, thương mẹ lắm. Mẹ ông mất, mà ông quan này nếu mà chạy vô mà báo liền cho ông biết rằng bẩm hoàng thượng, hoàng thái hậu đã băng hà, thì chắc có lẽ vua chịu không nổi đâu. Ông mới suy nghĩ làm sao mình có thể mình nói cho vua biết cái chuyện này đây. Ông suy nghĩ một hồi, cái ông đi vô nói bẩm hoàng thượng, ở trong hoàng cung mình có một cái anh quan đó, ảnh đang thắp đèn, ảnh cúng, ảnh cầu nguyện cho mẹ ảnh sống mãi không chết. Ông vua nói trời, cái thằng dại, giờ nó có thắp hết đèn trên thế gian này, mẹ nó cũng sao mà sống hoài không chết được. Cái ông nói dạ bẩm hoàng thượng, nó xây qua hướng bắc, nó thắp nhang quá chừng, nó cầu mẹ cho nó, của nó sống hoài, trẻ hoài đừng già. Ông nói thằng dại, nó cũng cỡ nào thì mẹ nó cũng già, chứ trên đời này làm gì có cái chuyện mà người trẻ hoài không già. Thì ông quan này ông đưa ra bốn hướng bẩm hoàng thượng, nó xây ra hướng bắc, hướng nam, hướng tây, hướng đông, nó cúng như vậy đó, sanh già bệnh chết đem bốn hướng nói. Ông vua nói thằng dại. Nói xong cái vậy thì trên đời này sao hả hoàng thượng? Nói thì thực chất trên đời này là con người có sống thì phải có già, có già thì phải có bệnh, có bệnh rồi phải có chết, mà chết thứ tự, già bệnh chết là có thứ tự, mà có thứ tự là hạnh phúc, phước quá rồi muốn gì nữa. Có nhiều người đang mạnh khỏe đụng cái chết, rồi có nhiều người còn đang trẻ măng mà chết. Còn giờ mà chết có thứ tự như vậy mừng quá rồi, có gì nữa. Mà hơn nữa mẹ nó mà có chết, mà nó làm quan, nó có tiền, nó chôn cất đàng hoàng, thì bà cũng có phước rồi chứ mắc gì mà nó buồn. À, tự ông vua khai thị cho ông vua rồi. Nói xong kì ông này mới nói bẩm hoàng thượng, thần cũng muốn có một tin nói cho hoàng thượng biết là hoàng thái hậu vừa đi theo diện bảo lãnh. Ông vua ông nghe xong cái câu đó rồi thì ông buồn, nhưng mà không có khổ. Nói bẩm hoàng thượng có khổ không? Ta nói thiệt với khanh, nếu ta nói ta không khổ, ta không buồn là không đúng. Ta có buồn, nhưng mà ta không có khổ là gì người ta hiểu. Quý vị thấy cái chữ thiện không? Thiện là khéo. Đạo Phật có ba chữ: chân, thiện, mỹ. Mình nói thật là nói chân, mà chân không khéo thì chân để làm gì? Thí dụ như mình xây dựng người ta, chị, trời ơi tôi thấy thằng con trai chị nó phải người quá, chứ cao ráo đẹp trai học giỏi mà cứ nhỏ gì xấu quắc vậy chị. Nói thật không? Nói thật, nhưng mà mình nói không khéo người ta buồn. Cho nên chân thì phải thiện. Chân là thật, mà cái thật mình phải lựa nói như thế nào. Mà thật sự cái chuyện nó cưới vợ xấu đẹp mắc mớ tới mình. Ở cái trường hợp mà người ta làm những cái việc mà mình muốn xây dựng thì phải xây dựng làm sao cho khéo. Mà người có mình sắp sửa nói cái điều thật mà nói phải cho lựa lời, nói làm sao để người ta hiểu điều đó. Thì Pháp Hòa đem câu chuyện đó để thưa với đại chúng là quý vị thấy cái ông quan đó không? Ông có thiền không? Có thiền. Ông có sự tĩnh lặng trước khi ông nói một vấn đề. Ông phải đem một những cái ví dụ ra, ông đem những cái điều đó ra để ông khai thị, ông nhắc lại cho ông vua.
Để ông vua vừa khai thị xong cho thần rồi thì ông lẽ bây giờ nếu mà vua mà vừa nói câu đó xong mà ông nói thật rồi ông vua bứt tóc đấm ngực mà lăn lộn trời ơi đó thì trật lất rồi. Nãy giờ mình nói chân lý cho người ta nghe mà rốt cuộc mình không thực hiện được gì hết. Đọc xong cái câu cái bài kinh đó rồi Phó Hòa thích vô cùng. Cho nên mình mới học được nhiều cái việc. Trong phẩm Phổ Môn á, Ngài Vô Tận Ý lột chuỗi ngọc đưa cúng dường cho Đức Quan Âm. Đức Quan Âm có nhận không? Không có nhận. Mà đợi tới Ngài Vô Tận Ý nói xin Bồ Tát hãy vì hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc này. Đức Quan Âm cũng chưa nhận nữa. Mãi đợi đến ai lên tiếng? Đức Phật lên tiếng. Quan Âm Bồ Tát hãy nhận đi, hãy vì hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc này. Nhận xong thì Đức Quan Âm làm gì? Chia thôi, chia hai ra cúng dường. Cái hình ảnh đẹp, đẹp ngay trong cái kiếp con người của chúng ta. Mình mới làm phước làm thiện cho người ta mà ta dâng quà mình nhận liền rồi đi. Cho nên đó, mình cẩn thận cái chỗ này nha. Mời thầy tới nhà tụng kinh hay là mời thầy đưa đám đó, đưa đám tang á, thầy mới tụng xong cái rụp thầy chưa kịp xếp cái y lại cầm bao thơ đưa. Quá ra là thầy đi tụng kinh để mà thầy nhận tiền vậy sao? Mình muốn cúng dường phải cúng cho khéo chứ, mình cúng vậy thì thầy sẽ không có nhận đâu. Bởi vì thầy đâu phải tới với cái đám tang vì cái chuyện bao thứ. Mà mình có lòng là đúng, nhưng mình không khéo cúng cái chỗ nào để cúng thì ai mà nhận. Cái chữ đây bây giờ mình muốn cúng, mình lên chùa, mình tạ ơn, mình cúng dường Tam Bảo. Mà Tam Bảo là có thầy trong đó rồi đó. Cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo là lo chùa, lo in kinh, in sách, rồi lo cúng dường cho thầy trong đó. Cho nên đó là Ngài Vô Tận, Ngài Quan Âm không có nhận mà Phật lên tiếng. Y chang như hồi nhỏ vậy, ba khách mà cho mình cái bánh mình đâu có dám nhận đâu. Mình nhìn ba mẹ mình gật đầu mình mới dám lấy. Lấy xong rồi thì mình đưa cho ba mẹ cất chứ mình đâu có giữ. Có phải vậy không? Đức Quan Âm sống vậy đó. Tại sao Đức Quan Âm sống vậy? Bồ Tát mà còn phải như vậy. Trên mình có thầy, thầy mình lên tiếng mình mới nhận. Nhận xong rồi thì mình lại đưa vào cái chung chứ không có cái riêng. Cho nên cúng cho hai Phật, đó là Phật Đa Bảo và Phật Phật gì? Phật Thích Ca. Mà hai Phật đó là tượng trưng cho gì? Phật Đa Bảo là tượng trưng cho Pháp Thân, còn Phật Thích Ca là ứng thân. Phải không? Mình sống trong cuộc đời này, mình là báo thân. Mình đang hiện hữu một báo thân này, mình làm việc Phật sự, mình sử dụng cái báo thân này. Nhưng mà khi mình làm được việc gì rồi thì chỉ vì việc Phật Pháp mà làm, vì Phật Pháp mà làm là Pháp Thân. Mà mình ứng dụng được tất cả mọi nơi mọi chốn là ứng thân. Thành thử ngay cái báo thân này, mình đang có báo thân này, nhưng mà sử dụng báo thân này một cách đúng đắn, không phí nó. Báo thân này rót trà cũng được, pha trà cũng được, lau nhà cũng được, mà ngồi hướng dẫn chúng tụng kinh cũng được. Báo thân này nó linh động lắm. Nhưng mà dù pha trà, nấu ăn hay hướng dẫn tụng kinh cũng chỉ vì một mục đích là phụng sự Tam Bảo. Phụng sự Tam Bảo là sống với Pháp Thân. Người ta vô chùa, người ta gặp mình, người ta mình làm trụ trì mà mình quét nhà, người ta tưởng mình chú tiểu, ta chú thầy trụ trì ở đâu. Dạ ngồi trống. Có nhiều thầy, nhiều chùa có một thầy chứ nhiêu. Khách tới cái thầy ngồi lên ghế salon, thầy nói chú tiểu. Thầy nhảy xuống, thầy đứng đối là thầy nói dạ. Thầy nhảy xuống dưới, thầy nói đi rót trà đi con. Nhảy xuống, dạ. Tiểu cũng thầy. Nhưng mà thầy có ngày này thì thầy cũng đã từng là tiểu. Cho nên mình ba thân, báo thân, ứng thân và pháp thân. Pháp thân là cái thân đầy khắp mọi nơi mọi chốn.
Mình làm bất cứ việc gì mình cũng có hạnh phúc, an vui là mình sống với pháp thân. Và mình có thể ứng thân linh động, vì cái báo thân này linh động. Quý vị thấy không? Mỗi người có hai bàn tay à. Mà hai bàn tay này làm biết bao nhiêu việc. Cắm hoa nè, nấu ăn nè, thỉnh chuông mỏ nè, xếp tọa cụ nè. Thấy không? Cho nên mình phải tự hào hai bàn tay ta làm nên một đống nợ. Có hai bàn tay thôi mà mình làm tất cả mọi sự mọi việc. Cho nên bàn tay vô thủy vô chung, bàn tay màu nhiệm vô cùng của ai, bàn tay vẫy gọi sau đêm, bàn tay mình có thể làm tất cả. Cho nên mình mới có thiên thủ, thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Người có mắt để nhìn thấy tất cả mọi sự việc cần giúp đỡ, bàn tay mình đưa đến, mà tâm mình không có gì ngăn ngại. Cho nên mới câu là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Vì sao? Vì mình có tâm Đà La Ni. Đà La Ni là gì? Là tổng trì. Tổng trì là quơ hết. Pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, ứng dụng tổng trì. Tôi hiểu, tôi ứng dụng và tôi linh động. Tâm mà vô ngại thì đó là tâm của Đà Ra Ni. Mà tâm Đà Ra Ni thì dù chỉ có hai tay mà vẫn là thiên thủ, thiên nhãn. Cho nên cái tượng thiên thủ, thiên nhãn làm ngàn tay ngàn mắt, nhưng mà ngay giữa có hai bàn tay bắt cái ấn. Hai bàn tay bắt ấn. Và ngay nơi trán của Ngài có một con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho thật trí. Đây là thật trí. Ngàn tay là quyền thừa. Quyền thừa là phương tiện. Ngồi ở đây, thí dụ Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa nhìn xuống và thấy có ông bác kia đau chân, thì nói cô nhắc cái ghế cho bác đó ngồi. Thấy bác này trên này thế này, thấy vì mình ngồi đây mà mình tổng trì tất cả. Thế đó là vì mình không, cho nên mình làm tất cả việc mà vô ngại. Cho nên tại sao tụng chú Đại Bi, tụng thời kinh nào cũng phải bắt đầu một bài chú Đại Bi. Vì có Đại Bi là có tất cả. Có lòng từ bi là có tất cả. Ở trong cái phòng này nó chật, nhưng mà mình có tình thương lớn thì bao nhiêu vô cũng hết hết. Vì phòng này là phòng của Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật cái phòng nhỏ lắm, nhưng mà tâm nó rộng. Quý vị hiểu được ý mà nói ha. Thì sáng hôm nay Pháp Hòa chỉ giới thiệu quý vị trước một chữ, đó là tại sao Phật tử mình phải theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Là đạo tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì thấy biết. Thấy biết không phải để thờ ơ, mà để đưa tay mình tới, đưa mắt mình. Một người mẹ biết con mình á, nó thế nào, lúc nào cũng dõi mắt theo dõi nó. Nó đi làm, nó đi học, đi đâu, tình của mẹ cũng gửi cho người con. Nó có thể nó không gọi mình à, nhưng mà mình phải có bổn phận gọi nó. Bởi vì làm cha mẹ thì phải có hiếu với con. Mình nấu ăn mà nó về nó không thích, nó nói nấu con thích món này. Nếu mình thờ ơ thì mình nói sao? Mày không ăn kệ mày. Nhưng mà mình không làm được đâu. Vô mở cửa, vậy con muốn ăn cái gì để mẹ nấu? Có không? Có. Tại em làm vậy rồi. Hồi Phóng Hòa 25 tuổi mà nuôi 10 chú tiểu, mà không có chú nào ăn giống chú nào. Tối trước khi tối mà ngày mai đi học là Phóng Hòa làm 10 phần bánh mì. Thì trong đó có một chú là không bao giờ ăn bánh mì, thì Pháp Hòa phải làm cơm. Mà cơm mà cũng không thể ăn những cái món quá Việt Nam. Chú nói ngọng, chú nói con ăn thầy cơm. Thầy cơm là biết cái gì không? Muối mè. Thí dụ vậy. Pháp Hòa tưởng là thầy găm. Thầy găm đâu, lấy xin găm ra đưa. Nói không, con muốn thầy cơm. Thầy cơm là cơm thầy. Lên mỗi bữa ăn cơm chiều đâu có dám bới nhiều đâu, tại vì bữa nào cũng có chú nào bỏ mứa, bới chút ngồi ăn cho có thôi, chờ đệ tử nó ăn dư mình ăn. Người ta mới nói thầy đừng ăn vậy, ăn vậy nói nó không nghe. Thôi thì nó không nghe thì mình nghe nó.
trên đời này phải có một người nghe nhau chứ. Nói tại sao bà phải nghe lời chồng bà? Nói trời, chồng tôi không nghe, tôi nghe ai? Cho nên thì bây giờ quý vị thấy, một người nói thì phải một người nghe. Bây giờ cả hai cùng giành nói thì hàng xóm họ nghe. Cho nên Phật làm một cái việc là mình cứ nói, Phật nghe. Phật cứ ngồi yên à. Mình tụng, mình nguyện, mình khấn cái gì Phật cũng chịu hết. Mà Phật ngó xuống sao có một gói bánh à, một gói xôi mà hỏi quá trời chuyện. Phật cũng chấp nhận thôi. Chứ thưa đại chúng là người có tỉnh sống vui, sống thoải mái lắm, sống bình an lắm. Người có tỉnh là sống cuộc đời nó là như vậy đó, nhưng mà mình mở lòng, mình chấp nhận, mình tiếp nhận, mình ôm ấp được. Cho nên mình là một người đệ tử Phật, là đệ tử của một người có giác ngộ, thì mình cũng sống ít nhiều, mình tăng trưởng cái giác ngộ đó. Hồi nãy mình đọc hoài cái câu đó, xin cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền. Chí tu vững bền ở đâu mà mới giận chút cái nghỉ tu rồi. Ví dụ như sáng hôm nay định lên dự khóa tu, ai chọc ghẹo gì mình giận, thôi không đi nữa, ở nhà. Đi kéo ghế, nghe, đi ăn điểm sắm, rồi đi chơi. Mình để cho cái chút đó nó lôi mình, mà mình mất đi một ngày hạnh phúc. Cho nên tỉnh là như vậy. Cái người tỉnh là họ thấy, họ vẫn nói mà nói làm sao, vẫn ăn mà ăn làm sao, sức khỏe mình bây giờ làm sao. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài Mãn Giác nhắc với mình: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Vô thường đó, đừng có bận lòng mấy cái chuyện vu vơ, phải không? Còn có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau, mình có cho được cái gì thì mình cho. Cho nụ cười, cho ánh mắt, cho lời hỏi. Có một vị Phật tử gọi Pháp Hòa buồn lắm. Nói mỗi lần mà mở miệng nói chuyện thì chồng nạt nộ, nói nặng cô lắm, cô khổ lắm. Thì Pháp Hòa mới nói: bây giờ Pháp Hòa chỉ cho cô cách tu thiền nha. Mỗi lần mà chú nói nặng cô á, cô cứ nghe mà cô nói thôi kệ đi, ổng còn khỏe ổng nói. Không, lỡ thí dụ mình lỡ cuộc đời đâu có nói được. Thí dụ bây giờ ông bệnh, ông bị stroke, ông nằm chỗ ông nói không được, ông ớ hoài, lúc đó mình khổ hơn, phải ráng nghe còn nói gì. Còn giờ ông nói rõ quá mình nghe không còn phiền gì nữa. Chứ thường thường mà lúc người ta nói bình thường, nín đi đừng nói, nó mệt quá. Tới hồi mà ta muốn nói gì, nói tôi nghe, nói từ từ. Rồi đi tìm mọi cách để mà nghe, khổ không? Thế bây giờ người ta còn khỏe, ta nói rõ mình nghe không hưởng đi. Cô thực tập thiền như vậy xong, 2 tuần lễ sau cô gọi: cảm ơn thầy, bữa nay con nghe ông nói con hạnh phúc quá. Quý vị thấy tu thiền chưa? Hôm qua ông bà kể cho mấy Phật tử nghe nhiều câu chuyện. Ở đây Pháp Hòa chỉ kể mà không có hề có cái ý là trách bất cứ một vị Phật tử nào. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là để cho đại chúng thấy rằng trong cuộc đời mình làm đạo, mình muốn sống không phải đơn giản như là mình nghĩ. Và quý vị thấy em vậy chứ, em cũng đau thương lắm chứ. Ví dụ có một vị gọi tới, mà gọi lúc 4 giờ sáng. Thì Pháp Hòa mới hỏi là: cô có việc gì không? Dạ không có gì, chỉ muốn thầy nói pháp cho con nghe thôi. Thì Pháp Hòa nói: ồ, cái chuyện Phật pháp mà nó nghe đó thì lúc nào cũng được, phải chi bây giờ nó đang trong một cái cơn depressed, một cái gì serious thì mình ấy. Thì Pháp Hòa nói: thôi bây giờ khuya rồi, cô tạm cô cúp phone, ông khác nói chuyện. Cô nạt Pháp Hòa trên phone: thầy là thầy tu, thầy không được quyền nói như vậy.
người ta có thể gọi thầy bất cứ lúc nào. Thì Pháp Hòa mới nói, ủa thí dụ bây giờ nhà cô rồi khách tới nhà 3-4 giờ sáng muốn vô chơi cô cũng tiếp hả? Tôi người đời tôi sao cũng được. Thì khi mà cúp cái phone rồi, cái tự nhiên Pháp Hòa ân hận. Pháp Hòa ân hận là tại sao mình không ráng chút nữa, mình lễ cho cô Phật tử này cổ nổi giận với mình như vậy. Cổ mất cái hình ảnh hồi xưa tôi nghe thầy, tôi tưởng thầy từ bi lắm, mà bữa nay tôi biết thầy rồi. Cúp cái phone. Trời ơi, Pháp Hòa ân hận quá. Mà tại vì cổ gọi bằng cái số gì đó mình gọi là không có được. Trong lòng và trong cổ gọi lại. Khi mà cổ gọi trở lại, chửi tiếp đó. Nhưng mà kỳ này mình sẽ hạnh phúc hơn là vì mình được cơ hội mình xuống nước. Pháp Hòa xuống nước chứ cổ. Nếu mình sống bằng cái tự ái, phải không? Bằng cái tự hào, bằng cái tự cao, bằng cái tự đại, thì mình sẽ đi đến tự tử. Thôi thì mình xuống nước. Cho nên nhiều khi mình không như vậy thì có thể người khác sẽ tự tử. Nếu mình không nhận, mình không tự nhận cái lỗi của mình, mình đổ bao nhiêu cái lỗi cho người đó, thì người đó không chấp, bị họ không có khả năng chuyển hóa cái đau khổ đó, họ sẽ đi tới cái chết. Còn mình dù gì đi nữa, mình cũng có chút xíu tu tu. Thấy không? Mặc dù bây giờ mình chuẩn bị vô tù là phiền muộn đó, nhưng mà ít ra mình cũng có pháp môn. Còn người kia chưa có, người ta mới như vậy. Người ta chưa được như vậy, người ta mới hành xử như vậy, chứ người ta được ta đâu làm vậy chi. Cái ý của Pháp Hòa muốn nói là mình phải thiền ngay trong cái giây phút đó. Nếu mình không chịu nhận cái lỗi này thì người kia sẽ nuôi hoài cái hiềm hận không hết. Mình thỏa mãn được chút mà người khác khổ quanh năm thì không nên. Mà thưa đại chúng, trong cuộc đời của bà, khi mình tiếp xúc trả lời mail và tiếp xúc Phật tử, nhiều cái việc nó như vậy lắm, chứ không phải bình thường đâu. Mình trả lời một cái mail mà người ta không đồng ý, ta viết mail lại, người ta nói thầy thế này, thầy thế kia, lúc nào cũng hạ giọng. Thường thường Pháp Hòa trả lời mail, những cái mail nào hỏi Phật Pháp, Pháp Hòa sẽ trả lời sau. Còn những cái mail nào mà người ta email tới, ta nói chuyện đau khổ gia đình, chuyện gì thì mình nghĩ cái này là cái chuyện cần thiết. Còn cái chuyện thí dụ hỏi thầy ơi tứ diệu đế là gì, Pháp Hòa không trả lời mail đó, 1 tháng sau thì tứ diệu đế cũng tứ diệu đế. Còn quý vị đánh đề thì cũng đánh đề. Phật Pháp người ta có thể hiểu sao, nhưng mà khổ đau thì cần phải giải quyết. Quý vị phải thông cảm, mà một mình em sao em trả lời một ngày cả 50-70 cái mail cho nổi. Mà bất quá nó có móc một chút thì mình hâm lợi. Mail thì phải móc. Ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng là trong cuộc sống của mình, đôi khi mình muốn làm người tốt, nhưng mình đừng có quên là xung quanh mình không phải ai cũng có thể sống như vậy. Thì lúc đó mình phải thể hiện như thế nào để tâm thiền của mình nó chan rãi. Người tu thiền là muốn có mình có cái tâm thiền. Mà người có tâm thiền là người sống biết hy sinh. Thì bây giờ cái người kia họ nóng quá, họ mắng chửi mình, mình biết mình không có sai, mình dư chữ nghĩa thì mình chửi lại đó. Nhưng mình nói để làm gì? Thôi bây giờ lấy tâm thiền ra trang rãi, lượng cả bao dung. Đức có một cái câu mà người ta khen Phật đó, là tâm của Phật rộng như là cái bầu trời này, thấy không? Có thể dung chứa tất cả. Thì mình sống cũng vậy, mình sống cũng vậy. Tu là mình đôi khi phải có cái đức hy sinh, mà cái đức hy sinh tức là cái hạnh tu của mình. Thôi kệ, nhường ta một chút. Đó, ví dụ như hồi nãy quý vị kia ngồi hàng A, mình mua vé mắc tiền lên đây ngồi, mấy người kia mua ghế súp không mà sát lên lát lên ngồi hàng A không, có sao đâu. Thật ra nếu mà cái tâm của mình mà đơn giản được như vậy, mình sống thoải mái lắm.
sống nhẹ nhàng lắm. Mà sống được như vậy, sống bình an như vậy, mình đi mình cũng bình an. Một trong năm phước, năm cái phước của một đời người: giàu, sang, sức khỏe, trường thọ, chết tốt. Vì sao mình chết tốt? Vì mình thiện sanh. Mà thiện sanh thì thiện chung, cho nên mình sống mình dễ dãi, đi dễ dãi. Sống mà khó khăn, câu mâu, khó chịu thì lúc đi cũng câu mâu khó chịu lắm. Thì mình lúc đó tâm mình nó phân tán, và mình cảm nhận xung quanh mình người này thế kia. Mình ngửi được, mình sense được người đó đang có mặt ở đây thì mình đi khó lắm. Xả được thì... Tại sao có những người họ nằm đó, họ không mở mắt, mình gì, họ không biết gì hết, mà có người mà họ ghét lẫn quẩn ở đó, họ không đi. Họ đâu phải cảm nhận bằng cái gì, họ cảm nhận bằng cái negative energy, cái lực mà bình thường họ không giao cảm với nhau đó, nó cảm nhận được. Rồi tại sao á, họ trông chờ cái người đó mà người đó vừa bước vô, đứng nhìn họ một cái, mấy phút sau họ nhắm mắt họ đi. Họ nối với nhau bằng cái năng lượng, bằng cái năng lượng đó. Cho nên mình đến mình thăm bệnh, nhiều khi mình không nói gì hết á, mình chỉ đứng lắng, mình gửi cái năng lượng bình an, mình tịnh, mình niệm Phật, mình tụng kinh nhỏ, cái năng lượng của mình nó lưu xuất ra, người đó cảm nhận được hết, cảm nhận được. Cho nên tại sao mà Phật giáo có cái ý nghĩa hồi hướng ở tuốt Việt Nam mà bên này mình hồi hướng được? Bởi vì mình hồi hướng bằng tâm thức, chứ mình đâu có hồi hướng bằng cái hiện tượng bên ngoài đâu. Mình gửi năng lượng mà. Người kia ở Việt Nam bệnh mà ở đây mình tụng kinh hồi hướng cho họ. Thôi thì hôm nay và ngày mai mình còn thời gian nhiều, mình sẽ có những buổi sinh hoạt. Đại chúng, hồi sáng mình nói thiền đó, nó cũng giống như là cái bài hát này vậy đó. Mình có thể quán chiếu, mình đi hái hoa hường thì mình phải tự biết là hoa hường thì tự nó có gai. Do mình sơ ý cho nên mình bị gai xước, mình bị thương. Thì không lẽ mình ngồi mình mắng nó, mình trách ai. Thì thôi bây giờ việc cần thiết phải làm là đi băng bó cái vết thương của mình. Và sau đó mình ngồi mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy rằng trong cuộc đời này ai cũng có cái dễ thương và ai cũng có cái không dễ thương. Còn do mình sơ ý, mình không có tiếp nhận cái người đó, cái lời nói họ, cái hành động của họ một cách dễ chịu, cho nên mình mới bực bội với họ. Thì tự mình phải tìm cách chuyển hóa cái buồn khổ của mình đi, để mình có hiểu được họ. Mà muốn hiểu được họ thì mình phải làm gì? Mình phải đặt cái hoàn cảnh mình vào trong cái hoàn cảnh của họ. Người Mỹ có câu đó, if you want to understand someone, put yourself in their own shoes. Mình phải để chân mình vào đôi giày của họ thì mình mới hiểu được họ. Cái bài đó, cái bài hát này là cái ý như vậy. Thành thử ra ngay đó là mình đã thấy cái ý của sự thiền. Pháp Hòa muốn giới thiệu như vậy là để đại chúng không có bị ràng buộc mình tu phải như thế nào, mà nó rất là nhẹ nhàng trong mọi cái hoàn cảnh của mình, và mình có thể quán chiếu, mình tư duy để mình có thể vượt đi những cái buồn khổ trong cuộc sống hàng ngày và đi đến một cái chân trời cao rộng. Đó là mình có hiểu mới có thương. Mình càng hiểu thì mình càng hiểu cái người đó thì mình càng thương được người đó. Người đó không có muốn mất dễ thương như vậy đâu, mà không có cách. Rồi bây giờ mình qua đến cái bài kế là bài thở, phải không? Phải bài thở không? Giờ quý vị đừng có hát theo, quý vị chỉ nghe thôi. Rồi lần sau mình sẽ hát. Thở vô tâm tình lặng, thở ra miệng mỉm cười, đến mắt thương nhìn khắp cuộc đời. Thở vào ta là đóa hoa xinh, thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng, tỏa hương thơm ngát rất dịu dàng. Ta vững vàng như đồi cao núi xanh, ta sáng soi như nước tình hồ thu. Thở
và ta là không gian thảnh thơi. Thở ra ta thấy ta thần thanh. Hai ba. Thở vô tâm tình lặng, thở ra miệng mỉm cười, đem mắt thương nhìn khắp cuộc đời. Thở vào ta là đóa hoa xinh, thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng, tỏa hương thơm ngát khắp dịu dàng. Ta vững vàng như đồi cao núi xanh, ta sáng soi như nước tình hồ thu. Thở vào ta là không gian thảnh thơi, thở ra ta thấy ta thần thanh. Giờ mình làm lần nữa cho ngon lành nha. Hát sao mà chợ cũ chợ mới gì chạy qua đây hết. Hai ba. Thở vô tâm tình lặng, thở ra miệng mỉm cười, đem mắt thương nhìn khắp cuộc đời. Thở vào ta là đóa hoa xinh, sao ngát bài 34 hay 36 mà lựa bài 35. Và hát lại bài này lần cho nó hay nha. Hát về có nghĩa là chưa biết thở nè. Thở vô tâm tình lặng, thở ra miệng mỉm cười, đem mắt thương nhìn khắp cuộc đời. Thở vào ta là đóa hoa xinh, thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng, tỏa hương thơm ngát khắp dịu dàng. Ta dừng vàng như đồi cao núi xanh, ta sáng soi như nước tình hồ thu. Thở vào ta là không gian thảnh thơi, thở ra ta thấy ta thần thanh. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông,
Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi, nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện muôn nơi. Mà đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 năm 2017, chúng ta đang ở tại Thiền đường Mây Từ trong một ngày tu học, trong hai ngày tu học, và hôm nay là ngày đầu, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp vào buổi chiều. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Nãy giờ quý vị ăn cơm có no không? Có được nghỉ ngơi gì không? Nghỉ ở đâu? Thưa đại chúng, chiều hôm nay mình sinh hoạt Phật pháp. Thì hồi sáng Pháp Hòa có giới thiệu sơ, cũng như nhắc lại thôi, chứ Pháp Hòa biết rằng ở đây là thiền đường mà. Thiền đường có nghĩa là cái nơi để mình ngồi thiền, gọi là thiền đường. Cái nơi để mình niệm Phật thì gọi là niệm Phật đường. Cái nơi để mình ăn cơm thì gọi là trai đường. Phải không? Thì mỗi cái chữ đường có nghĩa là cái nơi chốn. Thì mình mỗi một cái nơi chốn để chúng ta làm một việc. Thì khi mà chúng ta đi vào trong thiền đường, nghĩa là chúng ta đi vào cái nơi chốn mà cái sự tu của mình phần lớn là chúng ta chú trọng về thiền. Nhưng mà thiền nó cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm. Không có cái gì để mà mình khoe khoang hay là mình biểu lộ. Mà tất cả mọi sự việc sống, đi, nói, đứng của mình đều trang chứa cái tỉnh thức ở trong đó. Thí dụ như mình đi vô trong cái phòng này, mình thấy mọi người đang nghỉ, nhắm mắt, nghỉ trưa, thì mình lại đóng cái cửa cho nó nhẹ tay. Thì cái đóng cửa nhẹ tay đó là thiền. Mình nhắc cái ghế lên, mình không để cho người khác nghe được cái tiếng động của mình thì gọi là thiền. Mình đi vào trong nhà vệ sinh, rửa tay rồi thì mình nhìn cái sink nó có sạch chưa. Nếu chưa thì mình lại mở nước, mình rửa cái sink cho nó sạch. Mình lấy cái khăn mình lau cho nó sạch, nó khô, để mình đi ra mà người ta bước vào người ta không cảm nhận được cái sự gớm nhờm khi bước vào thì là thiền. Rồi trước khi mình bước ra thì mình nhìn lại cái áo mình coi nó có bị, nó còn mắc kẹt ở đâu không, kéo cho nó thẳng thốn thì gọi là thiền. Sáng mình ngủ dậy, đánh răng rửa mặt rồi, trước khi mình đi ra mình đi làm, cái mình nhìn vô cái kiến cái mình chạy chạy thì cũng là thiền. Nghĩa là mình làm sao mình chỉnh đốn từ cái gương mặt của mình, tóc tai của mình,
mọi việc của mình để cho nó sạch. Thậm chí khi mình ăn cơm xong, mình lấy cái tâm xỉa răng, mình che miệng lại, mình xỉa răng để mà mình sạch cái răng mình, để mình nói cười không có người khác nhìn vào nó không có khó chịu, thì gọi là thiền. Mình ăn cơm, mình đang ăn cơm, mình đang nhai cơm mà người khác tới hỏi mình một câu chuyện, một câu hỏi, mình không có trả lời liền mà mình phải đợi nhai cơm cho xong rồi mình lấy tay mình che miệng mình trả lời, đó là thiền. Vậy thì thưa đại chúng, là người tu á, khi bước vào cái sự tu hành á, là tu thiền trong mỗi giây phút, chứ không phải là mình phải đi vào trong một cái thiền viện mới gọi là tu thiền, mà các chỗ khác thì không thiền. Nhưng mà bất quá là mỗi nơi có cái tên gọi khác. Mình gọi là tịnh xá, mình gọi là chùa, mình gọi là thiền viện, mình gọi là thiền tự, mình gọi là niệm Phật đường, vân vân. Cũng không ngoài cái vấn đề là ai bước vào đó đều phải chỉnh đốn cái oai nghi của mình để mình trở thành một cái người đẹp hơn. Không phải là người tu thiền rồi đẹp, rồi người tu tịnh là lăng xăng. Hay là người đi chùa lăng xăng mà người đi thiền viện mới là nghiêm túc. Phóng qua ví dụ như hồi nãy, mấy anh giặt cái khăn. Giặt cái khăn xong thì không có biết xếp cái khăn. Xếp cái khăn nó to quá. Thì Pháp Hòa mới chỉ, Pháp Hòa mới nói khi mình xếp một cái khăn đem ra cho quý vị dùng thì mình phải xếp cái khăn làm bốn, tức là hai cái chấu này nó đi vào. Xong rồi mình mới gấp đôi nó lại. Quý vị hiểu ý Pháp nói vậy đó. Rồi mình mới bẻ nhỏ nó lại, mình để lên cái dĩa. Mình đem cái khăn ra mà cái khăn nhìn nó gọn, nó đẹp, thì ngay cái nhìn vào cái khăn thì người ta thấy được cái ý tứ, cái nhẹ nhàng của mình ở trong cái việc đó. Rồi khi mà vị thầy xài xong cái khăn thì cũng chẳng ai xài xong cái khăn nùi một cục để trên cái mâm như thế này, mà cái vị xài cái khăn rồi cũng phải xếp cái khăn lại, nhưng mà không đúng cái kiểu hồi nãy nữa, mà bây giờ xếp cho nó to hơn một chút để biểu lộ rằng mình đã xài cái khăn rồi. Rồi Pháp Hòa mới chỉ, Pháp Hòa nói khi giặt cái khăn thì khi mình xài xong cái khăn rồi, có thể cái khăn nó dơ, mồ hôi dơ, thì quý vị phải đem vào giặt bằng xà bông và nước nóng. Giặt xong cái khăn đó rồi, quý vị xả lại bằng nước lạnh, để khi mình xài lại cái khăn, hoặc là mình để nó vào cái bao ziplock để mình đem đi đường, cái khăn nó không bị hôi. Không phải chỉ cái khăn mặt, mà ngay cả cái khăn lau bàn hay là cái cây mốt lau nhà, mình lau xong rồi dơ thì mình giặt cái mốt thật sạch bằng nước sôi, bởi vì nước nóng thì nó mới đủ cái ấy để nó làm sạch. Nhưng mà sau khi xong hết rồi là cái nước cuối cùng để mà giặt cái mốt đó hay là cái khăn lau bàn đó phải là nước lạnh, rồi mình mới đem mình để cho nó khô, thì ngày mai lại mình xài cái khăn đó, mình vừa để khăn nó vô trong nước mình lau, không, khăn nó không có bốc mùi hôi. Tức là mình làm việc gì mình cũng đều ý tứ. Ví dụ như mình dọn một đôi đũa, mình để cái đôi đũa và mình để cái muỗng trong cái thế thường người ta cầm. Chứ bây giờ đa số người ta ăn bằng cái tay phải, mà mình để cái đũa, cái muỗng ở bên tay trái hay là ở đầu bàn, thì như vậy là nó không có biểu lộ rằng mình có tâm để ý trong đó. Bất cứ việc làm gì mà chúng ta làm mà chúng ta để tâm ý vào đó thì đều là thiền hết. Cái người xuất gia là người tu thiền cao độ, tức là mỗi việc làm gì mình cũng đều phải để tâm. Mặc cái áo tràng trước khi lên tụng kinh, mặc rồi thì phải sửa cái cổ áo lại cho nó ngay. Hay là khi mình ngồi xuống thì mình nhớ mở cái vạt áo của mình ra, để mình cái áo đó nó che cái toàn cái chân của mình, để mình không biểu lộ cái tướng thô.
Lỡ mình ngồi thiết nghe pháp lâu quá, mình cần phải cho cái chân mình nó thoải mái thì mình dựng cái chân mình lên như thế này, nhưng cũng lấy cái vạt áo che lại để người ta thấy rằng mình đau chân nhưng mà mình vẫn có cái vạt áo mình che. Cho nên cái áo này nó tiện lợi, nó thông dụng vô cùng, và không có gì mắc cỡ để mình không mặc, trừ khi mình không có thôi. Chứ mình có mình mặc thì nó tiện lắm, là tại vì nó giúp cho mình gọn gàng, trang nghiêm. Ở bên Hàn Quốc á, khi mà mình dọn cơm cho khách á, thì cái muỗng của mình á là phải lật lên. Vì lật cái muỗng lên là dọn cơm cho người sống, còn úp cái muỗng xuống là dọn cơm cúng người chết. Thì bây giờ mình đến một cái quốc gia nào, mình biết được cái phong tục, cái truyền thống của nơi đó thì mình làm. Thì người ta khi mình dọn mâm cơm là người ta biết mình có tâm ở trong đó. Bất cứ lúc nào ai làm cái gì cho quý vị mà quý vị thấy cái sự có tâm ở trong đó nó khác lắm. Người ta gói cho mình một gói quà, người ta tặng mình, chỉ cần nhìn gói quà người ta gói thôi thì mình thấy là người ta để cả tâm ý người ta vào trong cái gói quà đó. Có phải không? Nấu cơm cũng vậy, làm việc cũng vậy. Như vậy thì đạo Phật là đạo tu tâm. Người ta hay nói vậy đó, tôi không cần ăn chay, niệm Phật, đi chùa, làm gì hết đó. Tôi tu tâm. Mà nếu tâm mình không được luyện, không được rèn, thì làm sao nó tĩnh lặng, nó sáng biết, để nó biết nó phải làm gì. Thấy, con mắt thấy thì tâm phải cảm. Ví dụ thấy cái bát đó bưng một cái mâm nặng quá, mắt nó thấy mà, thì trái tim nó liền nói bát đó đang bưng nặng, thì lập tức mình đi đến mình đỡ cái tay. Thiện gì mà thấy người ta bưng cái mâm nặng, dạ để con đứng quan bên cho bác đi. Dễ thương quá. Đó là mình làm sao mà Pháp Hòa hay nói với các em nhỏ đó. Con người của chúng ta sống, chúng ta có con mắt, có trái tim, có lỗ tai. Mắt thấy, tai nghe, tim cảm, đi tới hành động. Mình nghe đứa con của mình nó khóc ở bên kia, người mẹ làm sao chịu nổi, thì phải đi vào đó để coi lý do nào con mình nó khóc. Nhiều khi nó nhỏ quá, nó đâu có nói được, nó khóc. Mình cứ đánh nó, mình nói cái thằng nhỏ này nó bữa nay nó chứng quá. Mà tới hồi mình dở tả nó ra thì biết là nó ướt quá, nó khó chịu. Mà nó không nói được, nó chỉ biểu lộ cái khó chịu của nó qua tiếng khóc. Thì cái người mà người ta có để tâm vào cái việc như vậy đó, thì mình mới thấy rằng người ta có cái sự tĩnh lặng. Người chồng, người vợ, người con, người bạn sống mà mình có để tâm cho nhau, tự nhiên người ta cảm nhận được cái tình thương của mình mà mình không cần phải nói. Có những đứa con biết mẹ sắp đi chơi hay đi tu học ở xa, để tiền vào trong cái bao thư. Cũng giống như hồi nãy mấy anh mới nói, mấy anh nói trời mấy bác dễ thương lắm, lên lì xì mà có bác lấy cái giấy napkin gói tiền lại. Thật sự đó, lì xì đó đồng hay đồng cho vui, gọi là lì xì mà, nhưng mà nó trang chứa cái sự tế nhị ở trong đó đó. Cho nên quý vị thấy không, tại sao mình cúng dường mình để vô bao thư? Đó là cái tế nhị, không có ai khởi tâm hết. Ví dụ mình đưa ra 100 cái để lên cúng, chà 100. Rồi cái hoặc là cái người kia, họ ngồi kế bên, họ đứng sắp hàng, hay là họ kế bên họ cũng định cúng, nhưng mà họ nhìn là chờ tôi có 10 đồng à, thì cái tâm của họ khởi. Cho nên cái lý ý là như vậy thôi.
cái ý là mình để vô cái tâu thơ mình cúng dường là để, thứ nhất là để cho vị thầy không khởi tâm và người xung quanh cũng không tác ý, không mũi lòng. Vì sự cúng dường là tất cả đều từ cái tâm mà phát. Thì 10 đồng cũng là cúng, 1 đồng cũng là cúng, mà 100 đồng cũng là cúng. Thì cái sự cúng là quan trọng, mà trong khi cúng là tâm thành, chứ không có để cái số lượng nó làm cho mình phiền muộn. Khi mà mình đi, một thầy đi khất thực, ôm cái bình bát, ôm bình bát mà đi khất thực thì không có lửa nhà. Cái trường hợp đó trong đạo gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực nghĩa là đi khất thực theo thứ lớp từng nhà mà không có lửa. Không có nhớ cái số nhà này là 28, nhà này cúng khá lắm. Nhà kia 25 cúng bèo lắm. Không có ngó liếc hai bên và cứ thứ đệ mà đi. Và khi mà mình đi như vậy mà người ta mang thức ăn ra đứng trước vị sư mà cúng dường á, thì vị sư cũng không nhìn ai hết, mà vị sư cũng chẳng dở cái bát ngược chiều để mình có thể thấy người ta cúng cái gì trong đó, mà mình cầm cái bát mình dở ngược lại, dở cái nắp bát xây lại cái mặt mình để mình che cái tầm nhìn của mình đi, là để coi cái gì ở trong cái bát đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa dở cái nắp ngang vậy nè, cô đó cổ cúng chả lụa, cái là mình nhớ cái cây chả lụa đó rồi, lâu lắm mà không được ăn chả nha. Rồi thành thử ra khi mà mình đem cây chả lụa về là cái việc đầu tiên là mình thử cây chả đó, trời ơi phải công nhận cô này cô làm ngon. Hồi nãy mình nhìn biết mặt cổ rồi, và bây giờ mình biết món hàng của cổ cúng rồi, và mình nhớ luôn đường nào. Orange County, Magnolia. Lần sau đi hết thật, không đi đâu hết, tôi chấm đường đó. Không đi cùng một đường, hôm nay đi đường này, mai đi đường khác, để cái tâm mình nó không dính với nhà, với người, với vật. Khi mà người ta cúng là mình dở cái nắp bát ngược lại, để rồi mình nhận cái đó rồi là đậy nắp bát lại tiếp tục đi. Mình không biết ai cúng và cúng gì. Như vậy thì quý vị mới thấy là người ta sẽ nói rằng tôi không có đi chùa, tôi không ăn chay, tôi tu tâm. Muốn tu tâm là cả một quá trình. Mà đúng là đạo Phật dạy mình luyện tâm, rèn tâm mà. Ngồi thiền để luyện cái tâm tịnh, tụng kinh để giúp cho cái tâm tịnh, bởi tâm mình nó loạn, giờ ngồi cũng được, ngồi nhớ nghĩ lung tung thôi, lấy kinh ra tụng. Nhờ mở quyển kinh ra, thứ nhất là tại vì mình không thuộc, cho nên mình phải nhìn vô kinh mình đọc. Nhìn vô kinh đọc cho nên tâm mình chú ý vô đó, mình không có lo gì nữa hết. Cái tụng xong thời kinh cái là nãy giờ bao nhiêu muộn phiền lo lắng gì, mình không có lo, mình cứ chú vô mình tụng. Đặc biệt là tụng mấy câu thần chú: Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏ Tát Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sam Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa. Mà mình không thuộc còn tụng chậm nữa: Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Tụng từ từ, từ. Còn nếu mà mình tụng mấy cái bài sám thì tâm mình duyên theo cái bài đó để mình tĩnh lặng. Đúng không? Tĩnh lặng. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Mình tụng cái bài đó, tâm mình duyên đó, hết lo, bớt, giảm, tạm dừng, tu được tiếng hồ. Giờ nói trời ơi tôi bệnh hoài, nghiệp tôi nặng quá, giờ làm sao cho tôi giảm nghiệp đi, sám hối đi. Đâu phải lại Phật mà hết bệnh. Nhưng mà nhờ lại Phật cái mình không có nghĩ tới cái bệnh nữa, bệnh nó giảm được tiếng. Và đồng thời nhiều khi mình ngồi không, mình nghĩ tới bệnh, bệnh nó tăng. Mình đi đứng lên đứng xuống lại Phật, đừng nghĩ tới nó nữa, cái nó buồn nó đi chỗ khác.
Cho nên ví dụ như mình đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, lại Phật á, Phổ Quang Phật là ánh sáng rộng lớn lại xuống lại. Nam Mô Phổ Minh Phật, ánh sáng rộng lớn lại xuống. Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh. Không? Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Du hí là đi dạo, dạo mà có thần thông. Thì thí dụ mình lại mỗi vị Phật như vậy, nó chan chứa cái đạo lý ở trong đó. Rồi mình lại Phật xong cái mình lo mình lại xuống. Rồi khi mình lại như vậy đó, nếu mà ai muốn giải nghiệp, giải bệnh, thì khi mình lại mình đừng có nghĩ gì, mình nói nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Tội chướng và nghiệp chướng là hai cái chướng nó chướng mình. Mà khi mà tội và nghiệp nó giảm thì cái gì nó sanh? Phước nó sanh. Cho nên mình tập phước mà giảm nghiệp. Cho nên khi mình lại Phật á, đừng có nghĩ gì hết, đừng lo gì hết. Khi mình đưa cái lễ xuống thì trong khi mình cúi xuống là khởi tâm liền, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Rồi đứng lên lại một lễ. Lại không cần phải bao nhiêu lễ. Bây giờ quy định là mỗi sáng lại 30 phút. Thì cứ 9 giờ sáng lên lại tới 9 rưỡi mà không biết bao nhiêu lại. Lại thoải mái, lại nhẹ nhàng. Lại xong rồi mồ hôi nó cũng có rang chút, chân cẳng gân cốt cũng được nhúc nhích một chút. Thí dụ mình nói sao nhức cái chân quá, nhưng mà nhờ cái chân nó có lên có xuống vậy giảm nhức. Cho Phật linh ghê nha. Lại Phật mà hết bệnh. Cho nên thưa đại chúng, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, cách nào cũng đều là giúp cho mình định cái tâm. Rồi ngoài ra đi đứng nằm ngồi ăn mặc, khi mình mặc áo có ai mà nút dưới gài nút trên đâu. Thậm chí mà cái áo lạnh mà gài nút mà nó trật nút, khi cái người khác ta ra người ta chỉ liền chỉnh lại cái nút đó, gài nút cho ngay ngắn thì là thiền. Mặc áo tràng, thay vì mình mặc áo tràng mình nói chuyện thì mặc áo tràng đọc đọc kinh. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Ngay lúc mặc áo tu thiền, cầm cái phone lên, chuẩn bị trả lời phone. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nhớ nha, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Cho nên không có nói tùm lum tà la trên phone. Thành thử ra nếu mà mình nhìn kỹ là mỗi ngày là mình tu thiền, giây phút nào mình cũng tu thiền hết. Mà có cần phải tuyên bố không? I am Zen không? Cho nên một cái con cá nhỏ nó nói với con cá lớn, nó nói Mami, con nghe người ta nói nước, mà nước là gì vậy Mami? Cá lớn nó nói trời ơi con, mình đang sống trong nước nè con, không có nước mình chết rồi. Nó nói thiệt hả má, sao con không thấy? Hai con nó sống trong nước mà nó không tự biết nó đang sống trong nước. Mình cũng như vậy. Mình sống trong hạnh phúc, an lạc mà mình không biết. Mình nghĩ an lạc ở đâu, hạnh phúc ở đâu. Thí dụ hôm nay mình muốn đi dự một ngày tu học, có sức khỏe để đi nè, có người thế mình làm việc nè, xin nghỉ phép người ta cho nè. Ôi cha, quá chừng những điều kiện để mình có thể tới được đây, chứ không phải một điều kiện đâu á, nhiều điều kiện lắm á. Thậm chí mình có cha già mẹ yếu, không ai chăm sóc, mà mình thường ngày mình lo, mà bữa nay con hay cháu hay ai đó hy sinh ở nhà lo giùm cho mình, để mình có thể mình đi tới đây trọn một ngày theo cái ý muốn của mình. Bây giờ mà ngồi mà nhìn kỹ lại ngày hôm nay mình được tới đây là đâu phải tự khi khổng khi khống. Biết bao nhiêu những cái điều kiện giúp cho mình.
Rồi nếu mà cái gì cũng thuận hết mà tới đây cho nghe giảng mà không cho ăn thì chắc nãy giờ ngồi cũng sao, chắc thiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước thiếp đây làm nên tội gì. Đói quá. Thành thử ra thưa đại chúng là quý vị thấy cái điều kiện, dù là một chén cơm là không là gì, nhưng mà nó là điều kiện dưỡng cái sức khỏe của mình. Mà nếu mà ăn cơm vừa xong mà không cho mình nghỉ ngơi á, mà bắt mình nghe giảng liền, tụng kinh liền, mà nói trời ơi, ăn vừa xong biểu tôi tụng kinh ngồi thiền liền tôi buồn ngủ chết, nhưng mà cho tôi nghỉ tôi cũng nghỉ đâu, tôi ngồi tôi nói chuyện mà tôi cảm giác là tôi nghỉ. Miễn sao tôi thấy cái chữ có nghỉ ngơi là tôi khoái rồi. Còn tôi nghĩ sao kệ tôi. Dạ thưa đại chúng là nói dài dòng dẫn chứng nhiều thứ là để cho đại chúng thấy rằng tu thiền bàn bạc trong cuộc sống của mình. Khi mình rót nước trà, mình để cái miệng của bình trà trên cái miệng ly, rót nhẹ xuống, rót mà không có tiếng, không có bọt thì là rót trà trong thiền. Hồi xưa mà mình xới một chén cơm đại khách đó, mà mình bới cơm một cái chén cơm nó đầy nhóc vậy đó, người ta ra ta nói chắc này không muốn đại khách, có phải không? Hậu Hòa nhớ hồi xưa có câu là trà lưng tủ mãn. Rót trà thì rót lưng, mà rót rượu là phải rót đầy. Đó là nghệ thuật trà lưng tủ mãn. Rồi người ta chỉ cho mình cách sống nhẹ nhàng nữa là tảo bất ẩm quả mà dạ bất đã thê. Tảo bất thực quả, dạ bất đã thê là sáng không ăn trái cây, tối không có đánh vợ. Người ta quan niệm người xưa là buổi sáng là mình lạnh bụng, ăn trái cây vô lạnh bụng. Đó là quan niệm của Vương Đông. Tảo bất thực quả, dạ bất đã thê. Cho nên khi mình xới một chén cơm phải xới như thế nào để khách cảm nhận rằng mình đang đãi khách chứ không phải là muốn tiện khách. Mình rót một ly trà như thế nào là khách cảm nhận là mình đang welcome người ta. Thậm chí ông bà mình ngày xưa dặn là khi có khách không được quét nhà, vì mình quét nhà là biểu tượng rằng mình muốn tiện khách. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lát chổi đó có phải là thiền chưa? Dạy mình không được quét nhà. Vậy thì trong cuộc sống của ông bà ta cũng đã dạy mình tu thiền rồi. Hồi nhỏ và ngồi ăn cơm, các vị dạy là không có được gấp thức ăn mà phải chồm. Hãy cái gì mà xa hơn tầm tay mình mà phải chồm tới là không được gấp. Dù có thích có thèm cũng không được. Ăn cái gì trước mặt mình thôi mà chồm tới mà gấp là không được. Hồi nhỏ là phải đi qua những cái học như vậy. Pháp Hòa mỗi lần mà các vị mà làm hương đăng, Pháp Hòa hay đi ngang đi tới lui chánh điện để xem coi sau khi quý vị quét dọn bàn thờ rồi, quý vị chỉnh cái lư hương lại bằng cách nào, như thế nào để mình hiểu được cái chánh niệm. Cái lư hương có hai con rồng, nó chầu cái trái châu. Dời cái lư hương đi rồi, lát trả trở lại cái lư hương méo xẹo không ngay. Là người ta hiểu rồi. Chánh niệm mình chưa có đủ công lực. Mình dời hồi nãy như thế nào thì mình đã là như vậy. Thậm chí ở trong cơ quan, return những cái kéo, cái dao gì đó mình lấy, ở đâu mình phải return đúng như vậy. Có phải không? Người ta khéo léo nhẹ nhàng đưa mình vào cái con đường thiền tập mà mình không có biết. Mình nghĩ thiền là khi nào ở trên tọa cụ, ở trên bồ đoàn. Nhưng mà thật sự ra một khi tâm mà tỉnh, lòng đã an rồi thì thiền nó trải dài trong cuộc sống. Có 10 cái lợi ích để mình thực tập thiền. Trong đó có một cái gọi là quán xứ tịnh minh.
nghĩa là quán xét chỗ sáng sạch. Người tu hành muốn tu thiền định trước phải điều hòa sự ăn uống, không đói không no. Kế phải tùy theo thời tiết, không trước không sau, phải giữ uy nghi nghiêm túc, không biến nhát. Tu ba hạnh này quán xét rõ, không sao, giữ quay nghi và không biến nhát. Cái điều thứ nhất là mình làm ba điều. Một là giữ uy nghi, hai là quán xét hoàn cảnh, ba là siêng năng, không biến nhát. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ngồi thiền á, mà cái chỗ mà mũi quá sao ngồi. Cho nên các vị ngày xưa ta tu ở trong rừng á, mà tới giờ ngồi thiền buổi chiều mà có mũi là người ta ngồi trong cái mùng, để người ta nhờ cái mùng mà người ta không có bị mũi nó đốt. Thì mà mình thì cái thói quen thể mũi nó cắn là mình phải phủi, rùi nó đậu nhột nhột là mình phải phủi, thậm chí mình đang ngồi mà nó ngứa mình còn gãi mà, phải không? Thành thử ra cái người tu á là nó có một cái quán chiếu tịnh minh. Buổi sáng mà ngủ dậy là ngồi tốt nhất, tại vì sáng sau một cái giờ mình ngủ dậy cũng được vài tiếng đồng hồ mình tỉnh rồi, thời tiết mát dịu rồi. Như giờ này ngồi hơi cực nè, giờ này mà ngồi thiền là cực lắm đó. Tại sao? Vì nó nóng, mà nó nóng thì nó dễ buồn ngủ, nó dễ mệt. Cho nên nãy nhìn xuống Hoa cũng thấy rồi đó, mí mắt chân trời mỏi, đầu cuối nghiêng nghiêng tìm gối tựa, đem về ôm giấc cỏ hoa. Trời ơi, giờ này mà được nằm xuống là hạnh phúc nhất. Nhưng mà cuối cùng tỉnh dậy ảo hóa thôi. Tôi đang ngồi đây. Cho nên là khi ngồi thiền đừng ăn quá no, nhưng mà cũng không quá đói. Tại vì mình đói quá thì sao? Cái bụng nó kêu. Mà cái bụng nó kêu mà nhắm mắt lại thì không có thấy hơi thở nữa mà thấy gì? Rau muống luộc, tàu hủ chim. Đó, no quá thì nó buồn ngủ. Hễ căng da bụng thì nó trùng da mắt. Cái bao tử mà nó nặng là nó rỉ. Bởi Pháp Hòa hay chọc rồi nó, cái dây thần kinh, cái dây ba cột bao tử nó thông với cái dây mắt. Bao tử mà nó nặng nó rỉ xuống cái hai mí này nó chưa. Căng da bụng, trùng da mắt, no quá khó ngồi. Và khi mình ngồi thiền á, là mình phải tìm cho mình một cái hoàn cảnh. Thí dụ đừng có mặc những quần áo quá chật, tại vì chật quá mình ngồi mình cứ sao khó chịu cái bụng. Quý vị biết ngày xưa các vị người ta đâu có mặc cái quần có dây thun. Hồi xưa mặc quần lá nem mà gút dây, cột dây á. Thành thử ra khi mà ngồi xuống thì cái dây nó cứng lắm. Cho nên khi mà ngồi xuống rồi thì phải nới dây, nới dây lưng quần. Nhưng mà nới rồi khi đứng dậy nhớ cột lại. Chồng thôi mà đứng dậy là ô là la đó. Cho nên trong luật nó có cái câu ghệ mà để mình gút cái lưng quần. Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất. Cái lúc mà mình cột dây lưng quần nó có cái bài kệ đó. Chỉnh y thúc đới có nghĩa là mình cột dây lưng quần cầu cho chúng sanh. Cột dây lưng quần cũng giống như là mình phải cột cái tâm của mình, gọi là chỉnh y thúc đới. Đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn, tức là mình phải kiểm soát cột cái căn lành của mình lại, đừng để nó lơ lỏng. Các tổ ngày xưa lấy cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta làm cái đối tượng để tu. Thì quý vị sẽ thấy đạo Phật nó ngay trong cuộc sống của mình, mà nó không có cái gì là mới mà không mới, không mới mà mới. Cứ hễ là mở cửa có bài kệ, mở cửa đi vào cửa có bài kệ, đi vào cửa. Con người mình mỗi ngày là phải nhìn gương, phải chải tóc, phải đi vệ sinh, phải rửa mặt, phải đánh răng, phải uống nước, phải ăn cơm, thì kinh kệ nó đi theo mình hết.
cầm đôi đũa lên, gắp thức ăn có cái bài kệ cầm đũa: chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh, trợ khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Nếu cầm đôi đũa lên gắp một món ăn gì thì con nguyện món ăn đó trở thành món ăn thanh tịnh. Chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh trợ khiêu nhất thiết, đũa mà gắp lên bất cứ một món gì thì vật đó phải đắc thanh lương. Cũng giống như là mình bây giờ là sứ giả hòa bình vậy đó. Đi tới đâu là phải làm cho người ta hòa bình tới đó, chứ không có nói thêm, nói bớt, đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo, thêm MSG hay là thêm bột nấm, thêm cái gì hết. Mình đi đến đâu là phải làm cho nơi đó phải an tịnh, trong sạch. Đó là đức tánh của sen. Sen mà trồng là hồ sen nó trong lắm. Người tu của mình cũng vậy, người Phật tử nói chung là phải vậy. Đi tới đâu là phải làm cho người ta an tịnh tới đó. Người mình biết người ta đang gây lộn đó chứ, nghĩa là người ta lộn với nhau người ta mới gây. Giờ mình tới mình nói thêm cho lộn, cho ngược nữa. Người ta nói lộn mình phải nói sao cho ta cho nói đúng, chứ không có nói trật nữa. Người ta nói trời ơi chị tới đúng lúc ghê, tôi đang bực con hai con ba gì, tới bữa nay bà mới biết hả? Tôi nói với bà lâu rồi bà không nghe tôi. Cái con này xài không có được. Cái là sao? Nó ở người ta mới nói chị nước của tôi nó hơi đục đục, để tôi khuậy lên luôn chứ. Cho nên nó là Phật tổ là những người có mặt ở đời để làm cho cuộc đời này nó tươi đẹp. Nó vẫn là như vậy đó, nhưng mà mình đem cái ánh sáng của đạo Phật. Đạo Phật đây là giác ngộ đó, ánh sáng giác ngộ, ánh sáng tỉnh thức rọi vào trong đó để làm cho cái sự việc nó đẹp hơn, nó hay hơn, nó màu nhiệm hơn. Người ta thờ ông thần tài, người ta thờ ông thổ địa, thờ mấy chục năm rồi, giờ người ta quy y Phật, cái trong đó có một câu là không có gọi là quy y trời thần quỷ vật, cái biểu người ta dẹp đi, đừng thờ thần tài thổ địa. Quý vị lên hỏi Pháp Hòa qua nói khỏi dẹp, xưa nay đã thờ cứ thờ, nhưng bây giờ cái ý niệm mà mình thờ thần tài thổ địa trong sáng hơn. Và Pháp Hòa giải thích thờ thần tài thổ địa. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Hay nói cách khác là ông chủ, mình là thổ địa của cái gia đình mình. Mà tiền của mà nó tăng trưởng hay nó thất thoát là do mình không biết giữ cái giữ gìn. Tiền là tài, biết giữ tiền là thần tài. Cái gia đình của mình á, nó yên tĩnh hay là nó ồn ào cũng là do mình, chứ có ai ban phát gì đâu. Ví dụ như bây giờ mình có mảnh đất nhà mình không ở, mình có tới nhà khác mình ở không? Mình bỏ cái thổ của mình đi qua thổ của người khác. Rồi mình là như vậy là mình mất đi cái thần thông của thổ địa rồi. Mình làm cho cái nhà mình nó không an ổn rồi. Cho nên thờ thần tài nghĩa là chúng ta có khả năng, chúng ta có khả năng để chúng ta biết được cái nguồn tài chánh của gia đình mình mà chúng ta chi dụng cho nó đúng, đừng có phung phí. Có thì lúc có thì cho, phải xài sang chút, mà lúc thiếu hụt thì mình xài tiết kiệm chút. Có một bà cụ đó, bà sống mà không có biết chia sẻ gì hết, ông chồng cũng rầu lắm. Bữa nọ ông lên chùa nói bạch thầy, nhờ thầy giúp giùm con, độ cho bà vợ con, tánh tình bà kỳ cục, tiền bạc bà cứ bo bo, bà không biết chia sẻ cha hết chứ, thậm chí người thân bà cũng không cho nữa. Thì bữa đó bà lên, cái ông thầy cũng nói chào thí chủ. Chào thí chủ, cái ông thầy cũng đưa cái tay vậy nè, cho nó bà lạ, tâm bà đó bà thấy thầy làm gì kỳ cục vậy. Nó kỳ quá ha, cái tay tự nhiên vậy kỳ quá ha. Cái ông thầy cũng nắm vậy, nó lại làm gì vậy, tự nhiên thầy co lại hoài vậy. Ồ cũng kỳ quá, giờ làm sao đấy?
Bà nói thì thầy gặp tôi thì chắp tay thầy xá là được rồi, thì thầy xả tay ra thầy làm việc khác đi chứ mắc chi mà thầy cứ lại cứ có một khuôn vậy. Ông thầy nói ờ cũng kỳ quá, tiền mà cứ giữ một túi hoài sao nó cũng kỳ quá. Nghĩa là cái bàn tay của mình á, có lúc thì chắp, có lúc thì nắm, có lúc thì buông, có lúc thì cầm. Linh động của bàn tay là như vậy. Thì tiền bạc mình có cũng vậy, lúc nào cần chi thì phải chi, lúc nào cần giữ thì phải giữ. Cất hoài mà mình sợ nó mất thì đếm hoài nó cũng nhiêu. Mà bắt đầu từ từ nó thành cái tật là bo bo. Mà bo bo ăn đâu có ngon. Thật nữa thưa đại chúng là cái người, cái vị thầy đó có thiền quán, có tĩnh lặng, cho nên biết dụng phương tiện, biết lúc nào cảm hóa Phật tử, để cho người ta thấy thiết thực trong cuộc sống qua cái hình thức thôi. Chấp hoài cũng được, có hoài cũng được, có bàn tay thì cứ linh động, giống như chúng ta có của. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cái ví dụ đó. Nếu lúc mình có tiền mình không cho, rồi cái thì lúc không tiền thì quý vị nghĩ có cho không? Lại càng không cho. Như vậy thì suốt cuộc đời mình có và không, không bao giờ mình mở lòng. Bây giờ mình có thì mình cho, lỡ hôm nào mình thất nghiệp không có, chừng đó mình cho, không cho cũng không có buồn nữa. Tại vì lúc có tôi đã cho, bây giờ tôi không có thì tôi khỏi cho. Mà tôi không cho bằng của thì ai cho tôi vui theo, thì gọi là tùy, tùy hỷ, như kinh Pháp Hoa sáng mình tụng vậy. Tại sao mà tùy hỷ đến người thứ 50 mà công đức lớn? Tại vì mình truyền đạt cái đức tánh tùy hỷ đó. Mà cái người tùy hỷ là nhìn dễ thương lắm, ai sao cũng, ai làm việc Phật sự tốt mình tùy thuận. Cửu giả hằng thuận chúng sanh mà, người ta làm điều thiện thì mình phải tùy thuận chứ, tại sao mình lại chống bán? Anh là một cái người ăn cướp. Tôi vẫn kính anh bởi vì bản chất anh vẫn có thiện, cho nên nhất giả lễ kính chư Phật. Nhưng mà anh không có làm điều hay, điều tốt thì tôi không thể xưng tán. Nhưng mà tôi vẫn kính. Gặp anh tôi vẫn chào. Nhưng mà anh không có gì để tôi ca ngợi. Nhưng mà hôm nào mà anh đổi tâm, anh đổi hướng, anh nói giờ tôi muốn tu quá, tôi ăn chay quá mà không ai nấu, rồi tôi tùy thuận tôi nấu chay cho anh ăn. Anh muốn đi chùa, tôi sẽ chở anh. Nói bác có đi chùa không? Nói dạ có, tôi đi con đường đó đó. Ồ vậy hả bác cũng đi ngang casino cho con ghé. Ở bên Michigan đó, có cái chùa. Đầu đường của cái chùa đó là một cái casino. Casino lớn lắm, tên là Gun Lake. Gun là súng, Lake là cái hồ. Mà muốn đi ngang, muốn đi vô cái chùa đó là buộc lòng phải đi ngang cái Gun Lake. Thì Pháp Hòa mới chọc và nói, mà cái chùa ở trong đó tên là chùa Tâm Quang. Tâm Quang là tâm sáng. Thì Hòa mới nói, ai mà đi ngang cái Gun Lake đó mà không bị nó bắn, không bị nó lôi là Tâm Quang đó. Tâm sáng lôi vô tới trong đó. Giống như ở đây ngoài chọc vậy. Một quán cơm chay tên là Hoa Sen, sát bên quán cà phê là cây si. Sen là tỉnh, sen là vượt bụng. Thành thử ra quý vị mới thấy là phiền não bồ đề nó có xa không? Tỉnh và mê nó có xa không? Không có xa. Anh mê là si mà anh bước qua đây là tỉnh. Phải không? Thật ra là Niết Bàn ở đâu xa? Niết Bàn chính trong ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Mình thấy mặt trời lặn, mình tưởng mặt trời đi đâu, cũng đó thôi. Nhưng mà tại vì nó ở một cái góc cạnh khác thì mặt trời nó bị che, chứ mặt trời không bao giờ tắt mở như là đèn. Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng, chẳng qua là nó khuất cái mình kêu tối, và nó
lú lên cho mình gọi là sáng. Chứ nó đâu có phải đèn đâu mà on off cái kiểu mình. Mình nó on off nè. Người của mình là on off mỗi ngày. Cho nên cái tu của mình là để làm sao giữ cái tâm mình nó bình, nó bình. Tâm bình thường là đạo. Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Tại vì niết bàn là gì? Niết bàn là trạng thái của tâm tĩnh lặng, chứ nó có là cái gì đâu ghê gớm. Phải không? Trần, nếu mình biết trần gian là huyễn mộng thì dứt cái huyễn mộng thì có niết bàn. Còn mình mơ hồ một cõi niết bàn nào thì niết bàn cũng là chiêm bao đó. Nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiêm bao. Vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sanh từ lòng đất. Quý vị thấy là một mùa đông giá lạnh, cây nó rụng lá, chết, nhìn cảnh tiêu điều, tưởng nó chết rồi, nhưng không. Hết tuyết, trời ấm thì lá hoa nó có mặt, có phải không? Vậy thì cuộc đời này cũng thế. Khi mình chưa hiểu, chưa tỉnh thì mình sống thuần với mê. Khi mình tỉnh, mình giác rồi thì mình sống thuần với giác. Cho nên thiền sư Mãn Giác có hai câu cuối nói lên cái chỗ đó. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Thấy cái người đó như vậy, đừng nghĩ nó hết thuốc chữa, người ta đang nghiên cứu nữa đó. Cái xã hội Mỹ không bao giờ ngưng những cái department nghiên cứu thuốc. Vì mỗi ngày con người bệnh mỗi kiểu. Hồi trước có cái bệnh dịch thì người ta nghiên cứu thuốc trị bệnh dịch. Và người ta sợ bệnh dịch lắm, vì nó ác lắm. Nó làm cho người ta chết, xa con, xa vợ, xa gia đình. Cho nên người ta kiểu là ôn dịch. Cái bệnh dịch nó ác ôn lắm. Ác ôn lắm. Bệnh ôn dịch nó ác lắm. Bây giờ người ta không có bệnh dịch mà ta bệnh ung thư. Thì phải có những cơ quan tìm hiểu bệnh ung thư. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đừng có nghĩ rằng hết mùa xuân thì hoa nó rụng, không. Bữa nay tháng mấy của mình rồi? Tháng 2. Tháng 2 tây âm lịch rồi phải không? Tháng 2 âm lịch rồi. Ồ chà, 10 tháng nữa ăn Tết chứ gì đâu lo. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Cho nên Ngài mới nói hai câu đầu của mình là hai câu cái hiện tượng của sự đời. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Nhưng đừng có lo, đừng buồn phiền, cứ bình an mà sống. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng xuân tàn thì hoa rụng hết, đem qua sân trước một cành mai. Pháp Hòa có lấy cái ý đó sửa lại cái bài hát đó. Xuân vừa đi cánh hoa vừa rơi. Cái bài đó là tâm sự đầu xuân hả? Trong hình như trong tập nhạc có. Đừng dở. Dở là Pháp Hòa thấy là lát lên hát á. Thì ở đây á là cái câu đầu là cái lợi của cái người mà có định tĩnh rồi á, là quán xứ tịnh minh, tức là mình nhìn mọi việc, mọi sự sáng biết. Không có trách ai, không có phiền ai, bởi vì mình hiểu mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Quý vị biết cái người già có cái tuổi thân của người già. Người già có cái khó của người già. Người trẻ nó có khó của người trẻ. Giàu nó có cái khó của chảnh. Cái khó của giàu. Nói chung là mỗi người ai cũng có cái khó khăn. Cái người giỏi á, nó cũng có cái tật của giỏi. Cho nên người ta an ủi mình câu có tật có tài. Thôi kệ nó đi, nó có tài nhưng mà nó có tật. Mà nó có tật thì chắc chắn nó phải có tài. Mình hiểu như vậy á,
Rồi mình sẽ thấy rằng ai mình cũng ôm ấp được, và mình bất cứ một cái xứ, xứ là nơi chốn nào mình cũng tịnh minh hết. Tịnh là gì? Tịnh là lắng sạch, minh là sáng. Minh tịnh có nghĩa là mình biết một cách trong sáng vời mọi việc. Đó là lợi ích của người mà có sự tĩnh lặng, có tu thiền. Cái đầu tiên là quán xứ minh tịnh, thấy rõ từng nơi, từng chốn, từng việc một cách rõ biết như vậy. Có một em nhỏ đó, năm nay nó khoảng 8-9 tuổi, nó đi chùa mà cái tánh nó kỳ lắm. Bất cứ chuyện gì nó cũng có thể bực bội, nó la hét, nó cái diện mạo nó biểu lộ cho người khác biết là nó tức tối. Dù chuyện rất nhỏ. Ví dụ nó muốn đi kiếm cái đôi giày mà không có, cái bắt đầu nó cũng khóc, nó cũng khó chịu lên. Thì nhiều vị cũng phiền, nó nói thằng nhỏ này sao tánh tình mặt mày nó kỳ cục. Pháp Hòa nói nó không kỳ đâu, tại vì nó không có ba. Nó ba mất từ nhỏ, rồi mẹ thì thương con, thấy con mình mồ côi vậy cho nên rồi thương rồi chiều. Rồi chiều chuộng nó riết á, nó trở thành như vậy. Nhưng mà nếu mà mình á, rơi vào cái hoàn cảnh đó mình giống nó không? Mình cũng giống. Nói trời ơi sao cái đứa nhỏ kia nó giỏi quá. À không có gì đâu, tại hồi nhỏ nó nghèo. Nó ở trong cái hoàn cảnh nghèo thì nó phải bươn chải. Có những em ở Việt Nam nó nhỏ mà nó ranh, mình dùng cái từ là nó khôn ranh, nó quý quyệt. Cũng thông cảm thôi, bởi vì cái đời sống ở đó nếu nó không như vậy thì nó không có sự sống. Ở bên Miến Điện á, nó đi tu gieo duyên đông lắm, theo truyền thống mà. Nít chút chút đi tù mặc y đẹp lắm. Phong Hòa qua thấy đứa nào cũng dễ thương, mình là khoái mấy đứa nhỏ. Gặp cái rủ tụi nó lại chụp hình. Chụp xong cái nói sao biết không? Money money. Chụp xong lỡ lơ tái money money. Cái Phong Hòa nói you are not real monk. Real monk là no money. Cái tự nhiên lúc đầu mà mình thấy đứa nhỏ vậy mình dễ thương á, mà mình định bụng là mình chụp hình xong mình cho tiền. Mà thà là đựng xin mà mình cho, mà tự nhiên mà nó giơ tay nó xin cái mình mất cảm tình. Cái tâm lý của mình là vậy đó. Con nít mình hãy dễ thương là mình cho nó gì cũng được, mà nó tự nhiên nó biểu lộ cái tham, cái vậy là bực độc, bắt đầu mình bực bội mình không cho. Nhưng mà cái dây trước thì mình hiểu, mình cảm thông thôi. Ở một cái xứ nghèo là khổ quá, có nhiều đứa đi học dở cái hộp, cái lon ghi gô của nó ra, quý vị biết không? Chỉ có một cục công nguội với vài hộp đậu phộng thôi, chứ có gì đâu. Pháp Hòa mua nhãn cho nó ăn mà nó không biết trái nhãn ăn sao mà. Có nhiều em nó ở trên núi á, Pháp Hòa lên tận ở trên đó, rồi lúc mình đi xuống cái nó đứng ngay cái trạm nó quá gian. Rồi khi mình đi xuống núi, Pháp Hòa hỏi vậy chứ bộ ngày nào cũng đi học kiểu này sao? Nó nói thì mình đứng vậy đó, ai mà người ta lên đây người ta hành hương á, người ta đi xuống có xe thì mình đi theo, mình xuống mình đi học. Rồi Pháp Hòa mới nói rủi bữa nào không ai lên thì xuống rồi sao? Nó nói thì khỏi đi. Thì tại vì cái nó tuốt ở trên đó nó không thể xuống đất được. Mà nếu ai lên trên đó hành hương rồi người ta đi xuống rồi nó đi theo. Thì cái đứa mà nó có gì đi nữa thì cái lòng của mình cũng mở ra. Cách đây khoảng 3 hôm trước khi Pháp Hòa qua, Pháp Hòa đi lái xe đi đổ xăng. Đổ xăng xong có một bà già khoảng chừng 60 tuổi, 70 tuổi vậy đó. Mặc đồ cũng lịch sự lắm, cầm cái bóp đàng hoàng tới xin tiền. Cái thì cái ý niệm đầu tiên của mình là sao? Không cho. Mấy bà này, mấy ông này, mấy chú, mấy cô này là xin tiền là kiểu đi hút thuốc, đi uống rượu rồi vậy mình khởi. Thì Pháp Hòa vừa cái giây phút vừa khởi cái mình nghĩ lại. Trời ơi! Mình cho nhiêu, giỏi lắm năm bạc, mà một người ta già như vậy, mà trời lạnh như vậy, mà người ta ra người ta xin mình chút tiền, cho 5 đồng bạc mà khởi tâm tùm lum. Thì Pháp Hòa quay lại, Pháp Hòa lấy tiền, thì Pháp Hòa mới cầm 5 đồng bằng 2 tay, đưa cho bà.
mà mình đưa hai tay cho người đó xong rồi bà lấy tiền bà đi á, mình vui lắm, là tại vì mình đã, mình cho cái của 5 đồng là phước phải không? Nhưng mà mình đã cầm hai tay mình cho bằng cả tấm lòng của mình là cái đức. Mình cho người ta của mà cái thái độ mình cho không có thì cái đó mới có cái phước thôi mà không có cái đức. Bây giờ mình làm sao mình cho người ta của mà vừa phước mà vừa đức luôn, là mình hãy đưa người ta một cách trân trọng, dù người đó là người xin tiền. Trừ trường hợp ở một cái cột đèn đỏ, một cái con đường mà mình không thể nào đưa họ hơn như vậy, buộc lòng mình phải với tay mình đưa. Nhưng trong tâm mình khởi là mình không có tâm khinh khi, gọi là chê trách người ta. Mà mình thật sự quý vị, đồng bạc không có tới đâu hết á. Nhưng mà cái tâm mà mình khinh người ta nó nặng hơn đồng nữa đó. Mình đồng bạc mình làm cái gì thậm chí mình không thèm ngó luôn. Mình đi chợ về đồng hay đồng mình vứt đầy nhà đầy cửa mình hết. Vậy mà chỉ vì một đồng thôi mà mình khởi cái tâm với người khác, khinh người khác. Thành thử ra cho đồng mà cũng có phước nhưng mà cái đức nó giảm. Khi mình nhận ra cái chỗ đó, cái chỗ đó là cái điều kiện đầu tiên của thiền, là quán xứ minh tịnh. Vừa khởi tâm, có nhiều khi nói thôi móc ra cho rồi đi rồi người ta đi. Trời ơi, khởi như vậy rồi thì phải hối hận ngay. Không nên. Mình đã từng bị như vậy chưa? Nếu mình là người tị nạn mới qua tới đây, người Mỹ người ta gặp mình tị nạn qua, không biết trời đất gì hết, tiếng Anh tiếng U không biết, nhà cửa không có, còn mình cũng phải đi van xin từng cái rớp để mình có 5 đồng 3 đồng mình gửi về cho người thân mình. Rồi nhờ mình tích lũy, mình tạo phước cho nên bữa nay phước mình có nè. Thì không khởi tâm với người khác. Ngay cái giây phút đó là thiền quán đầy dẫy ở trong cái giây phút đó. Cái lợi ích đầu tiên là quán xứ minh tịnh. Mình nói một cái nữa là mình nghĩ. Cái thứ hai là biến khởi quán chư căn. Nghĩa là người tu hành muốn tu thiền định phải quán xét 5 căn. 5 căn là gì? Là 5 cái nguồn cội, 5 cái gốc rễ. Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nói đơn giản là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mình tu là để mình làm cho 5 căn đó nó mỗi ngày nó mỗi phát triển. Tu làm sao mà niềm tin từ cái gốc thật to riết nó ốm nhôm nhách, chết queo luôn. Niềm tin mất. Tin không có thì làm sao siêng, tấn không có. Tính tấn mà, tính thì phải tấn, tin thì phải siêng. Rồi mình niệm, niệm là gì? Là chánh niệm. Định là sự định tĩnh, tuệ là trí tuệ. Tính tấn niệm định tuệ, cho nên lá cờ Phật giáo có mấy màu? 5 màu. Chùa nào cũng treo cờ Phật giáo, lễ nào cũng làm lễ chào cờ Phật giáo Việt Nam. Gì? Sáng chói thống nhất khắp năm châu từ nay. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Giận một cái ở nhà liền. Sao gọi là tiến lên vì đạo thiên? Nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương, vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc năm châu từ nay. Gọi gì câu kế là gì? Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên, cùng làm sao cho ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương. Mà một chút buồn, hai chút giận, rồi mình cứ rút lui, mình từ chối, mình buông cái này, mình bỏ kia, thì làm sao mà sáng chói? 5 căn không có vững.
tính, tấn, niệm, định, tuệ là năm màu của cái lá cờ Phật giáo. Mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cũng là năm màu của lá cờ Phật giáo. Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, năm châu cũng là năm màu của cờ Phật giáo. Nếu năm châu này giữ năm giới thì cả một cái thế giới an lành. Nếu người Phật tử giữ gìn nuôi dưỡng năm căn tính tấn niệm định tuệ một cách vững chãi thì không ai làm gì được. Tại làm sao mà cái y của quý thầy á, mai cái y nó có cái viền á. Quý vị thấy bốn cái viền xung quanh y. Đó là thành trì. Đó là thành trì. Thì mình Phật tử mình cũng phải có một cái thành trì bảo vệ cái đường tu của mình là tính tấn niệm định tuệ. Cái niềm tin của mình trong sáng. Mà làm sao để mình có tin? Không còn nghi ngờ, không còn phân tâm. Cái gì mình nhìn mọi sự mọi việc mình biết rất rõ. Phương tiện tùy duyên cứu cánh. Phương tiện là đi tụng kinh cầu siêu. Tùy duyên là giờ gia chủ người ta hữu sự người ta thỉnh thì mình phải đáp. Hữu thỉnh hữu lai, có mời thì có đến. Đến đó để tùy duyên tụng cúng, tùy theo gia chủ. Người ta mời mình phát tang thì mình đọc tụng sao mà rồi là trong cái thời kinh đó mình lồng vào cái sự giảng giải để cho con cháu người ta hiểu được đạo lý của cung kiên. Cứu cánh phương tiện mình rõ ràng. Mình hát là gì? Hát mấy bài hát là phương tiện. Nắm được cái ý của cái bài hát để mình tiến tu là cứu cánh. Như nãy cái bài muốn thương phải hiểu vậy đó. Lấy cái bông hường ra làm ví dụ. Như tất cả mọi con người chúng ta, ai cũng có những cái kỳ cục, ai cũng có những cái gai. Mình tiếp xúc với con người mỗi ngày thì ít nhiều cũng có sự va chạm. Mà nếu mà va chạm mà mình buồn, mình khổ, mình từ giả, mình thế này thế kia thì không bao giờ mình có bạn và cũng chẳng bao giờ mình được chơi với ai. Bây giờ trước hết, mình người đó chưa hóa giải với mình cũng chưa thương được người đó. Nhưng mà thương ai trước? Thương mình. Muốn thương thân mình, vì mình phải băng bó. Trở về nhà, chăm sóc cái tại sao tôi buồn. Thở vô, tôi biết tôi đang buồn. Thở ra, tôi biết tôi đang ngủ, gọi là buồn ngủ. Thở vô, đọc bài kệ giận nè. Cái giận làm tôi xấu. Hít vô một cái. Thở cái khì ra, biết vậy tôi mỉm cười. Quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Angry make me look ugly. Cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình chưa thương được người đó, nhưng mà cái người đầu tiên mình phải thương là thương mình. Làm sao để cho mình hết giận đây? Chưa giận nữa, chưa hết nữa. Phương tiện khác, uống viên thuốc khác. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn xo, trái tim hậm hực, lửa đau bừng to. Trời ơi, ở trên đánh bon bon, bon bon. Tôi muốn đau dần hờn, tôi muốn đau dần hờn. Lừa lừa từ đâu sao cứ dâng dâng từng cơn. Tình 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 tan có tiếng chuông ngân vang đàn xa. Tụng bài kinh không hết mà sao hát nghiêu ngao nó lại hết. Có nhiều người ngồi nghe giảng xong bắt đầu
mí mắt chân trời liêm diêm. Mà ông thầy mà ông còn tụng kinh nữa chắc tôi chết quá. Nhưng mà nếu mà ông thầy cũng hát lên cái thì mình tỉnh. Vậy thì cái bài hát đó nó có công năng trị bệnh, trị cái bệnh hôn trầm buồn ngủ. Mà cái thuốc này nó hay lắm. Vì sao? Vì chúng sanh ai cũng thích nghe, phải không? Người ta kiến đạo văn đạo. Có người kiến đạo mà có người văn đạo. Có người nghe đạo từ cái nghe, có người hiểu đạo từ cái thấy. Nhưng mà nếu không thấy không nghe thì làm sao ngộ và tu và chứng? Cho nên kiến đạo, văn đạo, ngộ đạo, tu đạo mới thành đạo. Cho nên nhiều khi ông tổ Đạt Ma ông trừng con mắt mình cái và mình vô mình thấy cặp mắt ổng là mình hết hồn hết vía hết dám sanh tâm mồ Phật tổ. Cho nên cặp mắt ông tổ Đạt Ma ông có khả năng đừng có lộn xộn nghe con. Mình chiếu tâm. Rồi cái hình ảnh mà thập địa ngục, 18 cảnh địa ngục ta dán ở trên tường. Trời ơi, để một câu. Phải không? À gì đó. À, đời này mà nói dối nói gạt gì đó chết xuống dưới kéo lưỡi chắc khúc gì đó rùng mình thôi. Đó là có mấy cái đó đó, nó có cái khả năng nó trừng cái ác. Trong cái Lương Hoàng Sám gọi là gì? Các vị thần có khả năng thưởng thiện phạt ác. Không phải trừng trị ai nhưng mà ít nhất cũng ngăn trừng thiện phạt ác. Mình có cái tâm sống chia rẽ, sống mà không bao giờ biết kết nối lại với nhau, thì có cái bài hát xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ. Nếu mình làm một hạt nước nhỏ thì nó sẽ tan biến đi, nhưng mà nếu mình làm một dòng sông thì nó có khả năng nó trôi chảy đưa tất cả mọi thứ nó trở về được với bến bờ của nó. Mình nhìn chiếc lá thu rơi, nó vẫn có thể là một bài hát. Một lá ngô đông rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đông rơi, thu đẹp đã về rồi. Nhiều khi mình sống mà mình quên. Nên ai không biết lái thấy lá vàng là mùa thu. À vậy mà anh quên mới hay chứ. Cho nên đây là câu nhắc nhở. Rồi cái câu đó là để nhắc nhở mình thu đẹp đã về rồi. Đừng có quên là mình đang có cảnh thu để thưởng thức. Niềm thương trong lòng tôi thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi thu đẹp vẫn còn hoài. Mình hát xong cái bài hát đó, cái tự nhiên mình thấy sao? Tình thương mình nó chan trải ra. Hồi nãy mình thấy cái người đó thấy ghét, thấy gì thế này thế kia, bây giờ hết. Tính tấn niệm định tuệ. Cho nên hồi nãy quý vị ngồi thiền có quà tưới. Thở vào tôi là hoa, thở ra tươi mát. Mới đầu á không có hoa đâu. Trời ơi, hoa héo hoa gì đâu không à. Như vậy giờ ở trên tưới xuống, thở vào tôi là hoa thì vững. Không lẽ thở vào tôi là hoa, hoa héo sao? Không có ông Phật nào mà mình đi ra chợ ra tiệm mà thỉnh ông Phật gì về thở. Mình tìm ông Phật sao cho tươi, mình nhìn Phật mình phát tâm. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca. Đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Còn mà không nhớ nữa, xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bông súng.
Cái gì mà nó tùm lum tà la là thuộc lòng liền tức khắc. Hồi nhỏ đọc cái bài thơ của sư bà Thể Quán, đọc có một lần mà mình thuộc. Lúc đi tu cạo cái đầu rồi thấy cái đầu nó trọc buồn quá, soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. Bây giờ mình cái đầu mình nó trọc rồi, nó dở khóc dở cười, phải không? Soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc. An ủi mình, thôi nín đi mà học, giờ too bad, lỡ cạo rồi con. Di Đà kinh một quyển mới học được có mấy trang, biển Phật thì rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Cho nên cái đường đi á, đường đi á thì nó rất là dài, núi rất là cao, sông đi khó lắm. Mình cái bài hát mình đã hát hoài đó. Bài hát làm sao? Cái bài gì mà đường tuy khó, không khó vì ngang sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhà sát bên chùa mà chẳng biết chùa ra sao, mà người ta xa chùa vạn dặm mà người ta rành chùa. Mình sát bên Phật, mình nói mình là Phật tử thuần thành Bồ Tát giới, thọ mấy chục năm, hòa thượng đã truyền giới cho tôi, nhưng mà không hiểu gì hết. Người ta bày rồi mâm cơm lên cúng, lại ngó ông này chết mấy bữa rồi, chết trong vòng 49 ngày mà tại sao cúng đậu que. Hỏi tại sao không được cúng đậu que? Tại vì đậu que là cái đậu mà nó dây nó leo, mà hễ mà người mới chết mà cúng mấy cái gì mà có dây có nhợ là cột chân họ lại, họ đi không có được, đem xuống. Rồi bưng đậu que xuống ở dưới cái người ta xào dĩa bún tàu dĩa mì, ta đem lên cúng cái không có được cúng cái gì có dây có sợi. Hỏi sao vậy? Người mới chết mà cúng cái gì có dây có sợi nó cột chân họ lại, họ đi không có được. Trời ơi, nó bức mấy hồi. Học Phật bao nhiêu năm mà còn có những cái nghĩ như vậy là tà kiến. Chữ tà là gì? Là lệch. Chữ chánh là ngay. Quý vị đừng có lầm là mình mắng ai tà ai chánh. Chữ chánh nghĩa là ngay, chữ tà nghĩa là lệch. Mình hiểu không có đúng, không có ngay thì là tà. Mà cái tà kiến á, là mấy cái chuyện hồi nãy mà nói vậy đó. Không có cái chuyện gì gọi là cúng cử mấy cái đồ mà bằng dây khổ qua không cho, đậu que không cho, mì bún không cho. Rốt cuộc rồi biết cúng gì? Nó là biểu tượng mà. Rồi ta đem ba đôi đũa lên, ông này mới chết tại sao cúng ba đôi? Hai đôi thôi, một đôi ở giữa, hai chiếc hai bên. Hỏi tại sao cúng hai bên hai chiếc? Tại vì người mới chết đi về để ăn có người kèm theo. Mà hai cái người kèm theo họ ăn lẹ lắm, để một đôi họ ăn nhanh. Họ mà ăn nhanh là họ hối người thân của mình đi lẹ, cho nên để một chiếc cho họ ăn cho chậm. Trời ơi, cái kiểu mình nghĩ nó giống như là nó silly lắm. Biểu gì nó nghe nấy. Nếu mà nó là một kem Mỹ, nó ăn nĩa, nó không ăn đũa. Nó là một kem Ấn Độ, nó bốc, nó ăn còn lẹ nữa. Tại sao lại tà kiến như vậy? Thầy đứng giữa, hai Phật tử đứng hai bên, để tôi nhảy vô, bốn chụp mới được. Hỏi sao vậy? Không có được chụp ba, chụp ba lẻ. Mà nếu mà có xui thật sự thì người nào chịu? Người giữa, ông thầy cũng chịu, mắc gì mình lo. Tại mình muốn chụp chung, mình giả bộ, mình nói ba vậy, chụp cho tôi vô số bốn. Hỏi tại sao không chịu ba? Nói ba là tam nương. Hỏi tại sao mà tới hồi nhập vô là bốn, cái thì cái cô khác của nó không, bốn không có được. Tại sao? Vì bốn là sanh lão bệnh tử. Rồi, bốn không cho, thấy không? Ba không được, bốn cho. Cái bà kia nhảy vô làm năm, năm không có được. Hỏi sao vậy? Ngũ quỷ. Không được. Thứ năm không được nữa, rồi thì bà thứ sáu bà nhảy vô. Nói không được, không có được sáu. Tại sao? Lục tặc. Ha ha ha.
bà thứ sáu không được, bà thứ bảy nhảy vô, tôi phải được, tôi bảy, hỏi sao? Rồi bà kia không được, tại sao không được? Vì thất quái. Bảy không được, tám không được, chín không được, cuối cùng bà thứ mười nhảy vô cũng bị đuổi luôn, hỏi sao vậy? Thập loại cô hồn. Tại làm sao mình không nghĩ? Ba là giới định tuệ, ba là phước lộc thọ, bốn là giàu sang phú quý, bốn là từ bi hỷ xã. Tại sao mình không nghĩ năm là tính tấn niệm định tuệ? Tại sao mình không nghĩ là sáu là lục ba la mật? Tại sao mình không nghĩ là thất bồ đề phần? Tại sao mình không nghĩ tám là bát chánh đạo? Tại sao mình không nghĩ chín là cửu tưởng cửu âm chân kinh? Trời ơi, lượm được cuốn cửu âm chân kinh là thành trung vô kỵ rồi, không muốn. Có cửu âm chân kinh là trong tay sẽ có đồ long đao, và lúc đó mình sẽ có ỷ thiên kiếm, mình sẽ thống nhất giang hồ, có gì mà lo.